Tiểu thuyết Công giáo Quỷ xưng tội của tác giả Ma Văn Liêu. Phần 5. Ý định trốn đi khỏi giáo xứ Long Thạnh, hay nói chính xác là trốn khỏi đời tu, vì quá chán mà không muốn tu nữa. Đã nung nấu tâm can đến mức làm tôi mưu mô, khéo léo đóng kịch như đã vui vẻ trở lại với mọi người. Giáo dân ai cũng hớn hở vui mừng, nhưng thật ra họ đâu ngờ rằng trong đầu tôi đang lên kế hoạch ra đi rất chi tiết. Sở dĩ phải lên kế hoạch vì sau lần thứ hai bị hãm hại, cả giáo xứ quyết tâm không bao giờ rời mắt khỏi tôi đến nửa giây để bảo vệ tôi nghiêm nhặt. Bằng cách họ cắt đặt sao cho luân phiên, lúc nào cũng có hai người ở trong nhà xứ quanh quẩn bên tôi. Mục đích, nếu lỡ xảy ra chuyện, một người ở lại sát bên tôi còn người kia đi cấp báo ngay cho một trong năm điểm canh. Năm điểm canh chẳng qua là năm gia đình rất nhiệt tình, hăng say, lại nữa đều ở gần nhà thờ, năm điểm canh sẽ tỏa ra đi thông báo ngay cho khắp giáo xứ. Vì vậy kế hoạch là mưu kế giúp tôi qua mặt được hệ thống bảo vệ tinh vi ấy để trốn khỏi giáo xứ cách chót lọt. Tuy thấy trước mọi việc có vẻ sẽ rất khó khăn, nhưng vì quyết tâm quá mạnh mẽ nên tôi vẫn có những toan tính có thể gọi là hoàn hảo. Khoảng 9 giờ sáng thứ hai, thời gian đầu tuần và đầu ngày này là thời gian mọi người luôn tất bật đi làm, đi công việc hay đi học. Do đã giả đò bị đầy bụng từ ngày hôm trước, nên lúc này tôi dễ dàng lấy lý do mình bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Tôi kêu bên, một thiếu niên 16 tuổi, quê mùa, chân chất và cục mịch cạo gió và rác gió cho tôi. Được một lúc, tôi sai Hùng, một thanh niên bị tật ở chân, 21 tuổi, khôn khéo và láo lỉnh, đến tiệm thuốc bắc của thầy kính người Hoa thân quen nằm ở giữa chợ Long Thạnh để mua cho tôi một ít thuốc trị bệnh trúng thực. Thoạt nghe tôi sai, Hùng hơi thử người suy nghĩ trong thoáng chốc, nhưng rồi anh cũng đành vâng lời. Úp cái nón lên đầu, Hùng khập khiễng đi ra đường. Tôi đã ước tính từ trước rằng với cách đi đứng không bình thường đó, thời gian đi và về lẫn phải nhùng nhằng trả lời cho những câu hỏi quá mức của thầy kính, Hùng sẽ mất khoảng trên dưới 30 phút mới về đến nơi. Hùng vừa ra khỏi nhà, tôi lại ôm bụng lăn lộn, mặt thì nhăn nhó, miệng thì rên rỉ não nề. Thấy bên đứng gần đó mặt cũng nhăn nhúm theo, tôi bảo bên. Đến nhà, bà năm nào, xin bà, bước cho thầy, một bó lá sông đau bụng, mau, bên. Không một chút, bên dạ dân một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay ra khỏi cổng nhà xứ. Tôi cũng đã nhẩm tính từ lâu rằng chú bé này đi đến nhà bà năm nào, cho dù hôm nay bà ấy có trở chứng, không đi lên vườn cách nhà non 2 cây số để hái trầu về bán như thường nhật, thì mọi chuyện xảy ra dẫu suôn sẻ lắm thì chú bé bên cũng phải mất ít nhất 15 phút mới về đến nhà xứ. Khi bên vừa khuất sau dãy nhà trước mặt, tôi quơ vội chiếc túi hiệu Air Frank nhỏ gọn thời này mọi người thường dùng, chứa bên trong chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo civil và vài món đồ lặt vặt, còn 2 chiếc áo dòng đen thì tôi đã cẩn thận xếp gọn và đặt dưới chân tượng Đức Mẹ trong nhà thờ cho giống với hạnh các thánh xưa kể về một vị thánh đã làm như thế khi trốn khỏi nhà dòng để đi hoang. Tôi cẩn thận bằng cách thập thò một lúc nơi cánh cửa ra vào của nhà xứ để lượng định tình hình. Nhìn qua một lượt dãy hàng quán bánh nước phía bên kia đường chết cổng nhà thờ, với đầy đủ các phụ nữ nhanh nhảu, háu chuyện và ưa dùng beng, tôi bỗng cảm thấy nên thay đổi một chút trong kế hoạch. Tôi bỏ lại hành lý, chỉ ra đi mình không. Với phong cách đàng hoàng như mọi hôm, tôi bước ra khỏi cổng nhà thờ. Tiến thẳng lại chỗ bán nước giải khát, tôi nói với chị đứng sau xe bán nước. Khoảng 5 phút sau, chị bày cho bé Thảo bưng vào cho tôi 3 ly nước đá hột é, vì một lát sau tôi có 3. Người khách, tôi vừa móc tiền ra trả vừa trò chuyện bâng quơ và vui vẻ với những phụ nữ còn lại ở các sạp bên cạnh. Đang nói chuyện này chuyện kia, tôi đột nhiên hỏi mọi người. Vào giờ này, bà năm nào đi hái trầu đã về đến nhà chưa? Các chị có biết không? Các phụ nữ đua nhau trả lời. Không mà nghe, tôi vội rảo bước tiến về một con hẻm vắng nhất trong số các con hẻm gần đó. Vừa đi, tai tôi vừa văng vẳng nghe các phụ nữ hỏi với theo. Ủa, sao thầy đi lối đó? Đi đường này nè thầy ơi! Nhà bà năm nào đi hướng này chớ? Sao thầy lại đi lối đó? Tôi luồn lách qua những con hẻm chằng chịt. Tôi vẫy lời đáp trả lại những lời chào, hỏi búa xua của những người đi đường lẫn những người trong nhà cạnh đường. Thoát ra khỏi hẻm tôi gặp ngay khu chợ cá. Thoát ra khỏi chợ cá tôi bước vào khu phố bán nồi niêu song chảo, đồ gốm và bếp lò. Ở đầu kia của khu phố là rạp hát nhỏ. Trước rạp hát tôi thấy khoảng đất trống có bãi xe ôm. Tôi ngồi lên một chiếc xe Honda 67 màu đen của người đàn ông thương phế binh trọng tuổi dáng vẻ hiền lành, ít nói rồi xin đi về bến đò Chân Phúc. Khi xe đã chạy suôn sẻ thoát ra khỏi chợ Long Thạnh, tim tôi mới dịu lại, không còn đập loạn xạ như trước vì tin chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.
Bây giờ đã đến lúc tôi phải quên hết quá khứ buồn tủi để chỉ nghĩ đến tương lai trước mặt. Ngày mai sẽ làm gì? Ngày mai sẽ ra sao? Tôi nghĩ rằng, một khi xuất tu thì phải đi lính tức vào quân đội ngay. Hoàn cảnh của tôi hiện giờ chỉ nên vào trường sĩ quan Thủ Đức mà thôi. Còn tương lai ra sao thì chỉ biết phó mặc cho định mệnh. Tuy nhiên trước hết phải về nhà và nói rõ ràng ngọn nguồn mệnh. Tuy nhiên trước hết phải về nhà và nói rõ ràng ngọn nguồn phân tỏ cho má tôi biết. Chắc má tôi khóc đến sưng cả mắt cho coi. Tôi không định ghé cha Luca. Khi xe đã đi vào con đường độc đạo dẫn về bến đó chân phúc chừng vài cây số, khi đầu óc tôi còn đang lan man đủ chuyện thì thình lình người đàn ông thương phế binh lái xe ôm kêu lên. Cái gì nữa vậy trời? Tôi nhìn ra trước mặt. Nhưng khi vừa kịp nhận ra thì cũng là lúc đám người cùng với xe cộ đã đứng dàn ra giữa đường cản hết lối đi. Tôi vô cùng sửng sốt khi nhận ra đám người chặn đường đó là những người đàn ông và phụ nữ giáo dân Long Thạnh. Có cả vài ông biện, ông giáp ở trong số đó nữa. Một vài người nói như quát với người lái xe ôm hiền lành. Yêu cầu dừng xe lại. Yêu cầu anh quay đầu xe trở về Long Thạnh ngay cho. Yêu cầu anh nhận tiền lộ phí rồi để thầy tôi lại, quay trở về. Để một hai người thu xếp với ông lái xe, số còn lại vây quanh vây lấy tôi vừa nắm áo nắm tay. Vừa khóc lóc rên rỉ vang dậy cả một khúc đường. Thầy ơi thầy bỏ đi hả thầy? Thầy đành lòng bỏ chúng con sao thầy? Thầy ghét chúng con lắm hả thầy? Thầy ơi trở về với chúng con đi. Thầy ơi! Thầy ơi! Tôi bàng hoàng, ngượng ngập, tiêu nghỉu, chỉ biết đứng đờ ra đến không còn thốt ra được một lời nào. Tôi im lặng riu riu bước lên ngồi sau xe Honda của một ông biện rồi cùng đoàn người trở về nhà xứ Long Thạnh. Về đến nhà xứ tôi thấy giáo dân, có cả một số người lương, đã tu tập kín ngoài sân lẫn trong nhà. Mọi người khóc như mưa. Trong khi khóc, kẻ trách, người xin, kẻ than, người kể. Cũng phải thôi, giáo xứ này bạc bẽo với thầy quá nên thầy mới bỏ đi. Thầy ơi, đi làm chi tức tưởi như vậy? Chúng con có tội tình gì mà thầy đành lòng bỏ chúng con? Họ làm tôi khóc mùi. Nhưng tôi khóc vì chuyện khác. Chuyện tôi day dứt và chăn trở bao ngày với ý định muốn bỏ trốn khỏi đời. Tu nhưng số kiếp không cho. Thấy tôi khóc, mọi người già trẻ lớn bé càng khóc lớn. Gần đến trưa, ban quý chức tề tựu đầy đủ. Họ đại diện cho giáo xứ nói lên đủ mọi lời chân tình. Họ nhận về mình những lỗi mà họ không có. Tôi cảm thấy xót xa trong lòng không thể tả và thầm trách mình đã đối xử không tốt với họ đạo. Để đền đáp, tôi không ngần ngại hứa với họ sẽ không bỏ đi cho tới kỳ hạn bề trên ấn định. Nói gì thì nói, tôi vẫn cứ giấu việc tôi ra đi là vì quá chán đời tu, không muốn tu nữa. Chứ nào có giận hờn gì giáo dân. Giáo dân không chịu về nhà, chỉ một số ít ra về, số còn lại cứ nấn ná mãi ở nhà xứ. Tối đến, một phần đông ra về, số ở lại. Cánh đàn ông thì uống trà hút thuốc, các phụ nữ thì nấu nướng. Tất cả cố tìm mọi cách làm cho tôi vui. Họ còn qua đêm ở nhà xứ với cái vẻ như sợ tôi lại bỏ đi lần nữa. Vài ngày hôm sau, vì đã trải qua nhiều ngày ăn không trôi, nhiều trạng lúc nào cũng căng thẳng trong rối rắm bất an, buồn sầu chán nản, âu lo do dự. Tôi thấy cơ thể có vấn đề, nghĩa là bỗng dưng tôi cảm thấy suy sụp và yếu dần. Tôi từ từ chìm vào cơn bệnh thương hàn kèm thêm suy nhược cơ thể. Tôi mê man trong những cơn sốt liên tiếp và vật lộn với những ác mộng xảy ra không ngừng. Tôi liệt giường suốt một thời gian dài, nhờ giáo dân cùng với các thầy thuốc bắc người Hoa, người Việt tận tình chạy chữa, chăm sóc. Cuối cùng tôi thoát khỏi cơn nguy kịch, bình phục trở lại trong sự mừng rỡ của giáo dân họ đạo. Tôi tin chắc có ai đó đã đến tận giáo xứ An Biên báo tin và kể hết tình hình của tôi nên cha sở Luca đến thăm tôi. Ngày cha đến, tôi còn nằm liệt trên giường bệnh nên không hay biết. Một buổi trưa mở mắt ra tôi thấy cha ngồi cạnh giường, cầm tay tôi cha nhẹ nhàng an ủi. Dán đi con, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi. Cha ở lại với tôi đến hơn một tuần. Một hôm khi thấy tôi đã khỏe nhiều, cha hỏi. Con định bỏ tu phải không? Sợ, tránh ánh mắt của cha và không biết thưa lại gì. Cha cũng im lặng. Tôi thắc mắc không hiểu do đâu mà cha biết ý định thầm kín, ý định mà tôi chưa một lần nói ra với ai. Tuy nhiên khi nhìn thấy hai chiếc áo dòng đen được giặt ủi, treo cẩn thận trên mắc áo ở đầu giường, tôi đoán giáo dân đã hiểu được điều gì trong lòng tôi. Tôi khéo léo dò la tin tức nơi các phụ nữ, nhưng các bà này cũng úp mở rằng trong những lần mê sảng, thầy ú ớ ghê lắm. Khi thấy tôi gần trở lại bình thường, cha Luca khích lệ. Con can đảm và mạnh mẽ lắm. Ở trường hợp như con, khó ai có thể đứng vững được. Cha im lặng một lúc rồi nói tiếp.
Đây là trận đòn thứ ba mà ma quỷ muốn quật ngã con. Nhưng họ không làm được vì có Đức Mẹ phù hộ con đặc biệt. Tôi sửng sốt hỏi. Thưa, làm sao cha có thể biết những chuyện đó? Cha Luca trả lời ngay. Ông lực lượng nói cho cha biết. Cha còn đọc được trong cách nói. Ông ấy có vẻ nể nang con. Cha khuyên nhủ. Cha khuyên nhủ. Tu hay không tu? Không quan trọng con ạ. Quan trọng là có đi theo ơn gọi làm theo lời Chúa dạy bảo trong phúc âm hay không. Đó mới chính là ơn gọi Chúa đặt trong lòng mỗi người, kể cả giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ. Ơn kêu gọi không phải là gọi đi tu, cho nên tu hay không tu, chỉ là những cách sống. Cha cười nhẹ. Chỉ vì tìm tước lợi chứ không tìm việc làm theo lời Chúa, nên một số người tu trở thành đứa con thứ trong dụ ngôn hai người con Chúa kể. Miệng họ khấn, hứa leo lẻo thưa cha, con sẽ ra đồng làm việc với cha nhưng chẳng đi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng. Cha Luca nói ít, nhưng tôi hiểu nhiều. Tu hay không tu không còn là vấn đề. Nếu tu tiếp, đó phải là sự tự nguyện cao. Ở đời, người ta nói tự nguyện chịu bất an và đau khổ chứ có ai lại nói tự nguyện hưởng an ổn và tước lộc. Bắt đầu từ hôm đó, tôi nhận thức được nhiều vấn đề một cách rất đúng đắn. Cảm thấy vui vẻ và phấn chấn, tôi hỏi cha Luca. Thưa, cha vừa nói đây là trận đòn thứ ba mà. Ma quỷ. Cha Luca đọc được hết ý nghĩ của tôi. Cha đáp. Phải. Hôm nay sau trận đòn động đến chính thân xác con xong, sẽ chẳng còn trận đòn nào xảy ra nữa. Con có thể yên tâm cho tới ngày trở lại đại chủng viện học tiếp. Cha dạy tôi một bí quyết. Mỗi khi gặp âu lo, buồn sầu, sợ hãi, con hãy đọc to lên bất kỳ một câu nào do chính miệng Chúa phán. Con sẽ thấy ngay sự bình an. Càng về sau, tôi càng nghiệm ra. Đó là ba trận đòn của ma quỷ nhằm triệt hạ tôi. Trận thứ ba khủng khiếp hơn, họ làm tôi buồn chán đến nỗi phải trốn cho được khỏi đời tu. May mà Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu đã khiến cả họ đạo giúp tôi quay lại. Khi thấy mưu mô không thành, ma quỷ liền quay sang làm tôi lâm trọng bệnh. Trong cơn bệnh nặng tôi lại phải gánh chịu một chuỗi những ác mộng kinh khiếp. Dầu gì tôi cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, non dạ, yếu lòng, nên tôi cứ rên rỉ với Chúa hoài. Người ta gặp được Chúa bằng hành trình êm ả. Còn có, sau khi sóng gió qua đi, tôi lẫn mọi người trong họ đạo đều sống trong sự thận trọng tuyệt đối. Cũng nhờ những gian nan khổ ải mà giữa tôi và họ đạo có một tình thương sâu đậm đặc biệt. Chẳng những vậy, những người lương sống quanh vùng cũng dành cho tôi những cảm tình nồng ấm. Tôi được cha Sở Chân Phúc cho phép nghỉ ngơi 10 ngày. Tôi liền về thăm má vài ngày rồi xin phép má tôi đến An Biên thăm cha Sở Luca. Những ngày ở bên cha, cha và tôi trò chuyện hết sức thú vị. Buổi tối ngày đầu tiên trong lúc nói chuyện, cha hỏi tôi. Con có muốn tranh luận với ma quỷ không? Tôi hết hồn. Vì thời gian này nghe đến ma quỷ là tôi sợ khiếp vía. Nhưng vẫn còn sót lại trong đáy lòng một chút xíu tò mò. Tôi hỏi. Thưa cha, tranh luận là sao ạ? Nói nôm na là cãi nhau với ông lực lượng đó. Tôi buột miệng thốt lên. Chúa bà, sức con làm sao có thể sánh bằng ai, huống chi đọ sức với ông lực lượng. Cha Sở phì cười, ngài bảo mai cứ đi với ngài. Sáng hôm sau, điểm tâm xong, cha dẫn tôi băng ruộng, vào tận một xóm nhỏ nằm trọi lõi giữa đồng vắng, đến một ngôi nhà lợp ngói, cổ kính nhưng gần như hoang tàn. Thấy cha con chúng tôi đến, những người hàng xóm đoán đúng chúng tôi muốn đi đâu, nên lục tục kéo nhau theo chúng tôi. Vài người phụ nữ than thở. Ông cố ơi, mấy hôm rồi nó làm cả xóm không ai ngủ nghe gì được. Vài người chen vào kể tội. Một ông lớn tuổi hỏi. Có phải hôm nay ông cố và ông thầy đến để bắt quỷ cho nó phải không? Cha Sở trả lời. Không phải. Chỉ đến thăm thôi. Trả lời xong, cha Sở chuyện trò với mọi người một lúc. Sau đó dắt tôi vào căn nhà trống trước trống sau. Gần như chỉ còn lại những hàng cột to tròn và những bức tường loang lỗ. Cha Sở và tôi bước vào. Những người hàng xóm cũng vào theo và lớn tiếng gọi. Nga ơi! Có cha Sở đến thăm. Bà Thánh ơi! Tiên Nga ơi! Xem cái cách gọi vui vẻ, cái cách không chút gì sớm, tôi bớt đi sự sợ hãi lúc ban đầu khi nghe cha Sở nói về người bị quỷ ám này. Một lúc lâu, từ nhà sau có tiếng chân người bước ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một cô gái đẹp, phải nói là đẹp như những hình vẽ trong các bìa tập học sinh hay các bức liễn truyện cổ treo tường thời đó. Một nét đẹp, tôi không hiểu liêu trai trí dị là gì, nhưng tôi nghĩ đẹp cổ quái chắc là như thế. Nhìn vào mái tóc đen dày xõa dài, khuôn mặt trang nghiêm, nước da trắng nhợt và đôi mắt to đen thăm thẳm.
gợi lên trong tôi một cảm giác vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa lo lắng. Cô gái mà cha Sở nói là người bị quỷ ám, hàng xóm gọi là bà Thánh, là tiên Nga có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ kỳ, nếu như không có cha Luca ở cạnh, tôi bỏ chạy liền. Cô gái nói mà ánh mắt không rời khỏi tôi. Chào ông cố. Chào cha Sở cho có lệ xong, chị dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi nói. Người quen mà. Gai ốc trong người tôi nổi rợn lên hết. Tôi chỉ có một việc duy nhất là cố gắng đứng yên không vùng chạy ra khỏi nhà kẻo giáo dân chê cười. Cha Sở Luca thì lại tỉnh queo. Ngài gọi tên chị là Nga và hỏi thăm xã giao. Chị Nga không trả lời hết những câu cha Sở Luca hỏi. Ngược lại chị tỏ vẻ phòng thủ, đồng thời mắt không rời khỏi tôi. Cha Luca kéo tôi đến ngồi trên băng ghế dài gần đó. Chị Nga đi vài vòng xung quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc rồi cũng ngồi xuống chiếc võng mắc giữa hai cây cột to cách xa chúng tôi khoảng vài mét. Cha Luca hỏi, con ăn uống gì chưa? Chị Nga tỏ vẻ không nghe. Cha Luca nhắc lại câu hỏi hai lần nữa. Chị tỏ vẻ khó chịu trả lời. Ăn gì mà ăn? Loài người các ông chỉ ham ăn ham uống. Cha Sở Luca cười đáp. Không ăn không uống làm sao mà sống? Chị Nga liếc. Vẫn còn đó cái nét đáng yêu của một người con gái đẹp khi liếc mắt mà tôi nhìn thấy trên phim ảnh. Bây giờ tôi mới phát giác ra chính cặp mắt của chị vừa quyến rũ tôi vừa làm tôi lo sợ. Chị gắt gỏng với cha Sở. Đó, chính lối nói đó che đậy thói mê ăn tham uống của con người. Con người mất nhiều giờ nhiều sức cho ăn uống. Bất cứ công cuộc gì, một đám người làm việc thì cũng có một đám người dưới bếp lo ăn uống. Thánh lễ lớn nào của các người lại chẳng khởi sự bằng rước nhau và kết thúc bằng ăn nhậu. Ăn nhậu đến coi chúa bà không ra gì. Cha Sở gật đầu. Tôi cũng thấy đúng. Nhưng tôi bỗng ngứa miệng đến nỗi quên hết sợ hãi, hỏi. Nhưng cái bụng đâu để cho người ta quên nó quá 6 giờ đồng hồ? Chị Nga liếc tôi một cái sắc như dao cạo, cái kiểu như ngầm nói thẳng danh con. Mày mà cũng ọ ẹ nữa ư? Tôi nhìn chỗ khác. Chị nói ngay không cần suy nghĩ. Đức Chúa Giê-xu nhịn đến 40 đêm ngày thì sao? Tại sao không bắt chước Chúa khống chế cái bụng đi? Hở ra là ăn, hở ra là nhậu như những thằng phá rai ư? Càng lớn chức to quyền càng phàm ăn. Cha Luca cười trong ánh mắt khi nhìn sang tôi. Cha hỏi chị Nga. Tôi. Cha hỏi chị Nga. Trời đất, không phải vạn vật Chúa ban để loài người hưởng dùng sao? Con nhìn mà xem. Dưới sông toàn là đồ ăn thức uống. Trên bờ cũng thức uống đồ ăn. Thôi thì đủ loại đủ món. Thậm chí trên trời chim muông cũng là thực phẩm. Nói chi. Cây cối rau cỏ mọc đầy quanh ta. Xem ra nơi nào cũng là những thức ăn ngon lành do Chúa dọn sẵn cho con cái. Chị Nga hứ một tiếng rồi trả lời. Cái tội đầu tiên con người phạm trên mặt đất khi vừa được dựng nên có phải là do ăn mà ra hay không? Chúa ban cho cả vườn địa đàng muốn ăn gì thì ăn. Nhưng có phải vì tham ăn mà mất cả vườn địa đàng không? Sao không biết rút kinh nghiệm? Hiện giờ thì tôi mạnh dạn hơn một chút. Tôi vặn vẹo. Đó là lối tường thuật ám chỉ, không có thực. Chúa nhân lành nào mà bắt tội thèm ăn, phạt tội lỡ ăn bằng một hình phạt quá nặng, lại còn chu di truy sát đến tận cả trăm, ngàn, muôn, triệu. Đời tử tôn con cháu hở chị trời rồi. Tôi những tưởng chị Nga nổi khùng lên, nhưng không, chị vẫn bình tĩnh, vẫn coi tôi là một chú học trò dám chọc thầy giáo. Chị thủng thẳng nói. Nhưng sự ám chỉ ấy cũng là do thấy con người là loài tham ăn sinh hư việc. Sao không trích từ đó ra bài học? Tôi có cảm tưởng chị Nga có thể đứng trên bục giảng của trường đại học. Tôi cảm thấy lúng túng. Cha. Sở Luca hỏi. Con ơi, loài người, xét cho cùng, cũng chỉ là loài động vật thôi con ạ. Sự cần ăn cần uống là lẽ tự nhiên của bản năng sinh tồn. Tội từ đó mà công cũng từ đó. Còn có biết bao thánh nhân hãm ăn hãm uống, còn có rất nhiều người ăn uống chỉ đủ để sống thôi. Sự quá đà ở một số người cũng là việc bình thường thôi. Tôi nghĩ chị Nga sẽ chấm dứt chuyện ăn uống để đổi đề tài. Nhưng không, chị phản bác. Nhưng mọi chuyện xấu như chiến tranh, cướp bóc, giành giật xảy ra trên đời này đều có phải bắt nguồn từ tranh giành thực phẩm hay không? Im lặng. Bắt nguồn từ tranh giành thực phẩm hay không? Im lặng. Thình lình chị Nga nhìn tôi và nói, lần này mày đừng mong chạy thoát rồi nhanh như cắt nhảy sổ và ôm chặt lấy tôi bằng đôi cánh tay cứng chắc như gọng kiềm. Với sức trai trẻ, tôi cố hết sức để vùng ra nhưng không được. Những người đàn bà lẩn quẩn gần đó đồng loạt chạy tới để cùng với cha Sở Luca giúp gỡ tay chị ra. Nhưng mọi người loay hoay, hì hục và cố hết sức vẫn không tài nào gỡ chị ra khỏi tôi cho được. Phần tôi có cảm tưởng như đang bị một quả núi đè lên.
hoặc đôi lúc có cảm tưởng như bị nén chặt trong một cái khung bằng xương cứng ngắt vì tạng người chị Nga gầy. Đột ngột chị cắn vào bên phải gần phía sau cổ tôi. Vì đau và vì hốt hoảng nên tôi la. Jesu Maria Jesu. Chị Nga bỗng buông tôi ra, ỉu xìu để mặc cho mọi người lôi chị trở về chỗ cái võng. Ngồi xuống võng, chị vẫn tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, tuy đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu lừ lừ nhìn tôi. Cha Sở Luca ngồi xuống ghế, lá dịt vào vết cắn để cầm máu cho tôi. Một lúc sau cha Sở hỏi chị, sao con lại làm như thế với khách? Không trả lời, chị nhìn tôi rồi phá lên cười. Sợ rồi phải không? DM, mới lớn có chừng ấy mà đã bày trò này trò nọ cản đường chúng tao. Đang lúc tôi chưa hiểu ra ất giáp gì thì cha Luca hiểu và trả lời thay tôi. Có gì đâu mà gọi là cản đường cản lối hở con. Nó chỉ làm theo bổn phận thôi mà. Tôi chỉ muốn ra về thôi, nên xin cha Sở. Thưa cha con muốn về. Cha Sở Luca bảo tôi. Con đã sợ rồi ư? Chúng ta có Chúa bên cạnh mà. Chẳng phải vừa rồi chỉ vì con kêu tên Chúa mà thoát nạn đó sao? Chợt cha nhìn lên cổ tôi, cha nói tiếp, ừ, cũng phải về thôi. Chắc con đau lắm hả? Tôi vẫn còn hốt hoảng. Mấy người phụ nữ nói chen vào. Cho thầy về đi cha ơi. Về sức thuốc đỏ để vết cắn đừng làm độc. Người đàn ông đang đứng gần đó cũng nói. Người cắn không phải chơi. Cái con này xưa nay có từng cắn ai bao giờ đâu. Đồ quỷ yêu. Câu chửi đồ quỷ yêu vừa dứt, chị Nga đứng phắt dậy. Mọi người chỉ nghe một tiếng hự khô khốc. Người đàn ông to xương cao kều và khệnh khạng là thế. Vậy mà tức khắc bị quăng gọn ơ. Bay ra khỏi cửa, vứt nằm chỏng gọng ở bụi chuối trước cửa nhà cách xa chỗ chúng tôi ngồi dễ chừng có đến 10 mét. Mọi người sợ tái mặt. Cha Luca bình tĩnh hơn, hỏi. Ủa, sao vậy? Chị Nga nghiến răng trả lời. Chúng tao không phải là đồ, cũng không phải là quỷ là yêu. Phải giữ mồm giữ miệng. Đừng có muốn nói gì là hà họng ra mà nói nghe chưa bọn con người. Cha Sở hỏi ngay. Nếu vậy thì con là ai? Không trả lời thẳng vào câu hỏi cha Sở vừa nêu, chị Nga nói. Con người có quyền gì mà ăn nói với chúng tao như thế? Cha Sở nghiêm sắc mặt, vặn lại. Vậy thì, con người có làm gì mà các ông cứ tìm cách hại? Cô gái này đã làm gì nên tội mà các ông mượn hình mượn xác để hành khổ cô bé? Chị Nga trả lời. Ai tin chúng tao thì chúng tao tới, nhà nào mở cửa thì chúng tao vô. Đến đây thì tôi đã quá sợ, quá ao ước được nhanh chóng rời khỏi chốn này. Vậy mà cha Luca vẫn cứ nhùng nhằng với quỷ. Tôi thấy trong lòng hơi tức cha. Đã vậy cha còn vừa chỉ vào tôi vừa hỏi. Thằng nhỏ đã làm gì nên tội mà các ông thù hằn nó? Chị Nga trả lời. Chẳng những thế, chúng tao sẽ còn quấy phá nó suốt cuộc đời. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, sau lưng chúng tôi rộ lên nhiều tiếng cười. Tôi đi thật nhanh, cảm thấy lạnh cả sống lưng vì những tràng cười đó. Về đến nhà, tôi hỏi cha Sở lúc nãy sao cha không trừ quỷ. Cha Sở trả lời, cha đã trừ quỷ có đến mấy lần, tuy nhiên trừ xong thì quỷ lại nhập tiếp. Lần nhập sau nặng hơn lần trước, lý do cô gái này là con duy nhất của đôi vợ chồng khá giả. Con nhìn những tàn tích còn sót lại của căn nhà thì đủ biết. Nhưng hai vợ chồng đam mê tiền của, nguội lạnh như những người không có đạo. Rồi xảy ra là, trong một lần làm ăn thất bại, chồng bắn chết vợ xong rồi thất cổ tự tử. Hai ngôi mộ nằm trình ình bên trái trước nhà con thấy đó. Không ai và cũng không biết bao nhiêu lần mọi người bất lực không thể cải táng rời đi nơi khác được. Thế là từ đó cứ nhập vào đứa con gái. Cha Luca thêm. Mỗi lần gặp, nó ly sự ghê lắm. Có điều cha đâu ngờ lần này nó giữ đến như vậy. Tôi hỏi ngay vào vấn đề khiến tôi quá đỗi lo sợ. Thưa cha, quỷ nói sẽ quấy phá con suốt đời. Cha Luca trấn an tôi ngay. Con ơi, con có Chúa mà con. Có Chúa thì ai làm gì được chúng ta? Dù sống ở hoàn cảnh nào, cha khuyên con hãy coi việc tin vào Chúa là tất cả. Con hãy nhớ, nếu con luyện được đức tin kiên vững, cuộc đời của con kể như thành đạt mỹ mãn. Thình lình tôi nhớ lại, suốt lúc ở nhà chị Nga, giữa bầy quỷ dữ, không lúc nào tôi thấy cha Luca mất bình tĩnh. Ngược lại, cha vẫn giữ một phong thái ung dung đĩnh đạc của một bề trên. Nghĩ vậy tôi bỗng cảm thấy hết sức yên tâm. Ngay lập tức, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho đời mình. Luyện đức tin kiên vững vào Chúa. Khi nghe tôi nói vậy, bạn bè nhạo, vậy những người công giáo đều không có đức tin ư? Nhất thời lúc đó tôi không nghĩ ra câu trả lời. Về sau tôi nghĩ ra, đức tin của những người khổ đau khác xa đức tin của những người giàu sang, hiển vinh và may mắn.
Tôi nấn ná lưu lại An Biên gần hết thời gian nghỉ phép. Trong suốt thời gian đó, cha Sở Luca kể cho tôi nghe nhiều chuyện bổ ích. Buổi tối ngày thứ ba, sau khi dùng bữa xong, cha Sở ngồi trên ghế phô tơi, tôi ngồi trên chiếc ghế đầu bắc bên cạnh. Cha kể cho tôi một câu chuyện rất thú vị. Thời gian tôi bắt đầu nhận nhiệm sở An Biên này, có hai gia đình kia tranh chấp đất đai lâu ngày không ai giải quyết nổi. Từ bất đồng, bất hòa đến ghét nhau, ganh nhau rồi hận thù nhau cay độc và truyền kiếp không dứt. Đó là gia đình ông Thỏa và gia đình bà Thê. Ông Thỏa là anh ruột của bà Thê. Cả hai anh em đều là con ruột của ông bà Hương Cả Quỳnh giàu có nức tiếng vùng này. Khi cha mẹ mất, hai anh em chia đôi tài sản. Người ta đồn đãi họ tính toán chi ly sòng phẳng với nhau đến từng cái chén, đôi đũa. Tuy vậy, vẫn có sự chênh nhau, dù chỉ vài khẩu đĩa, sao thôi mà đã làm cho hai bên tranh chấp quyết liệt rồi thù hận triền miên đến đời con đời cháu đời chắt. Hai bên đã nhiều lần xô sát với nhau đến đổ máu. Giáo quyền lẫn chính quyền bao thời chịu thua không phân xử nổi. Một hôm ông lực lượng vào xưng tội. Sau khi chỉ rõ cho tôi về mối hận thù của hai gia tộc trên, ông ta thách thức. Có bàn tay của chúng ta ở trong ấy, ông giải quyết thử coi. Thực lòng tôi chẳng biết nói sao, một phần do xưa nay, những tranh chấp về đất đai thừa kế là những vụ rất khó giải quyết. Một phần nữa do tôi nghĩ mình tài cán đến đâu mà đòi giải quyết mối hận thù các cha Sở trước đã bất lực. Nghĩ như thế nên tôi tương kế tựu kế trả lời. Loài người chúng tôi làm sao có thể phá đổ nổi mưu đồ của các ông. Chưa thấy ông ta nói gì, tôi nói tiếp theo. Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giọng nói của ông ta bỗng dưng có vẻ lạ thường. Chúng ta chưa từng nhận được chút nhân từ nào của ông Chúa. Vì thế chúng ta là sự thù hận. Thử hỏi còn có gì tệ hại hơn sự trầm luân trong lửa cháy thù hận mà nói rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi như bắt được cơ hội hiếm có để bày tỏ ý kiến của mình đã ấp ủ từ lâu. Đừng trách Chúa không nhân từ đối với các ông, vì lòng kiêu căng không bao giờ có thể gặp được sự nhân từ. Các ông đã nghe, nhưng ai nói phạm đến Đức Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng bao giờ được tha mà còn mắc tội đến muôn đời. Ông lực lượng thách đố. Chúng ta truyền đi sự thù hận khắp nơi. Ông đưa hai gia tộc đó ra khỏi mối thù hận truyền kiếp đó được không? Tôi chẳng dám cá với các ông, tôi chỉ biết làm theo bổn phận mình. Sau đó tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu cặn kẽ hai gia tộc trên qua nhiều nguồn tin khác nhau. Sau khi nắm vững mọi chuyện, tôi tính toán kỹ lưỡng và bắt đầu cầu nguyện. Khi đang trong tâm thế cầu nguyện, tôi làm những gì tâm trí tôi nhận thức được. Trước tiên tôi thay đổi nếp sống của mình. Trước kia tôi vẫn cứ mong mình sẽ có sức hoán cải ai đó. Nhưng giờ tôi bỏ hẳn ý tưởng ngông nghênh ấy vì hiểu rằng việc đó là việc của riêng Đức Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ nên lo hoán cải chính mình mà thôi. Từ hôm đó, tôi khoan dung với hết mọi lỗi lầm của người khác bằng sự nhẹ nhàng và dịu dàng với hết mọi người dù tính tôi vốn khá nóng nảy và thẳng thắn. Ông cha ta nói tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhớ câu ấy nên tôi chỉ lo sửa mình mà không dám sửa ai khác. Tôi từ từ lột xác thật sự. Tôi thấy không cần đi thăm hay đi gặp gỡ hai nhà đó như thói thường vẫn làm. Thay vào đó, tôi cầu nguyện cho họ một cách tha thiết bởi vì nghĩ họ đích thực là anh em ruột thịt của tôi. Trong suốt thời gian đó, ông lực lượng cứ lui tới chọc tức tôi. Khi thì ông ta hỏi, sao? Không dám làm gì à? Lúc thì ông ta châm biếm, ủa? Chăn chiên mà đứng im cho bầy chiên cắn xé nhau sao? Có lần ông ta đoán biết tôi đang làm cái gì đó, nên hỏi dò. Định làm gì đó ông già? Đừng hòng qua mắt chúng ta. Thế rồi việc gì phải đến sẽ đến. Lê, cháu trai gọi ông Thỏa bằng ông nội. Hà, cháu gái gọi bà Thê bằng bà ngoại. Cả hai ngẫu nhiên cùng được gia đình gửi lên Sài Gòn học chung một trường đại học. Tuổi trẻ chưa biết thù hận, cả hai lén lút yêu nhau không ai hay biết. Một anh lính trẻ người Mỹ, sinh viên đi quân dịch ngay thời điểm đó cũng phải lòng và yêu Hà cuồng si, dù biết Hà đã có người yêu, dù Hà đã cương quyết từ chối. Chuyện tình hai chàng trai, một Việt một Mỹ, cùng yêu mê say một cô gái nổi đình nổi đám ở trường đại học y khoa lúc bấy giờ. Tình thế luôn luôn căng thẳng, bi tráng, phức tạp nhưng rất lãng mạn. Tựa như một vở bi hài kịch diễn ra trong một thời gian khá dài. Nhưng bất kỳ vở bi hài kịch nào dù dài mấy cũng phải có một ngày phải chấm dứt. Đau đớn thay, những thiên tình sử kinh điển luôn chấm dứt bằng sự bi ai, thiên tình sử này không ngoại lệ, đã kết thúc bằng một vụ đổ máu thương tâm. Lê bị Ashley, tay lính Mỹ cuồng tình, bắn chết. Xác Lê được bạn bè đưa về tận quê, quàng tại nhà. Toàn thể gia tộc lẫn láng giềng những tưởng Lê chết vì một cô gái nào khác xa lạ. Nào ngờ, giữa đêm khuya vắng lặng vào ngay ngày đưa xác Lê về, khi mọi người đang nửa tỉnh nửa mê vì mỏi mệt,
kẻ nằm người ngồi quanh thi hài Lê, Hà bỗng đột nhập, vật vã ôm xác Lê khóc lóc thảm thiết. Khi mọi người tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì cô gái xinh đẹp đã uống thuốc độc. Trong vài giây, cô gái dãy dụa rồi xuôi tay chết bên xác Lê. Chẳng ai trở tay kịp. Chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng, hay nói đúng hơn, chưa ai kịp hiểu ra vấn đề thì anh lính Mỹ tên Ashley xông vào nhà. Khi đến bên hai xác chết, anh ta lẳng lặng rút súng tự bắn vào thái dương rồi ngã vật bên cạnh hai xác chết. Tình thế thật bất ngờ và thương tâm không thể tả. Mọi người của hai gia tộc đều tập họp quanh ba xác chết. Tình cảm của họ lúc thì quá đau đớn, khi thì quá nổi giận, có lúc quá xót thương. Rồi trong bàng hoàng tột cùng, họ không biết nên phản ứng gì với nhau hơn là cùng nhau lo tổ chức ma chay. Sau khi vượt qua mọi thủ tục điều tra của hệ thống chằng chịt chính quyền Việt, Mỹ, thánh lễ an táng được cử hành. Trong thánh lễ, giáo dân dành riêng những hàng ghế đầu cho hai gia tộc nổi tiếng này ngồi. Giáo dân họ Đạo kẻ hiếu kỳ, người cảm thương, số đông còn lại thì lo lắng cho cuộc nội chiến giữa hai gia tộc sẽ bùng nổ ngay tại nhà thờ hay ngoài nghĩa trang, nên đã đi dự thánh lễ an táng hy hữu này rất đông. Người không có đạo quanh vùng cũng đồng loạt kéo đến tham dự. Số người nhiều đến nỗi trong ngoài nhà thờ đều không còn chỗ đứng. Trong thánh lễ, vì nhận thấy ba cỗ quan tài song song đặt giữa nhà thờ cùng câu chuyện tình chấn động khắp vùng, đã đủ làm mọi người suy nghĩ và xúc động mãnh liệt, nên tôi không giảng một lời nào nữa hết. Nhưng đến lúc đọc kinh lạy cha, tôi đột nhiên sực nghĩ ra và nói với mọi người: bây giờ đến kinh lạy cha, hãy để tôi đọc trước từng câu thế nào, thì anh chị em cứ lặp lại theo tôi thế ấy, cùng với chọn tâm tình dâng lên Đức Chúa Cha. Tôi đọc chậm rãi từng câu theo giọng thưa chuyện với đấng bề trên. Cả nhà thờ cũng chậm rãi lặp lại theo. Khi đọc đến câu và THA nợ chúng CON, như chúng CON cũng THA kẻ có nợ chúng CON, tôi đọc chậm hơn, mọi người lặp lại lần thứ nhất. Tôi đọc lại lần thứ hai cũng câu ấy nhưng chậm hơn lần thứ nhất. Mọi người lặp lại nhưng hình như có vẻ yếu ớt, thay vào đó là vài tiếng sụt sùi. Sau khi tôi đọc lần thứ ba, mọi người lặp lại càng yếu ớt hơn vì đã có tiếng khóc. Bỗng không ai có thể ngờ, người trong hai gia tộc ngập ngừng trong giây lát, rồi ùa sang nhau nắm tay, bắt tay, thậm chí có nhiều người còn ôm chầm lấy nhau. Cả nhà thờ thấy vậy liền vang tiếng khóc lẫn tiếng vỗ tay vì vui sướng mừng rỡ, vì cảm động và vì không thể tin được. Xác anh lính Mỹ được đưa về Sài Gòn, xác của Lê và Hà được chôn ở nghĩa trang họ Đạo nằm cạnh bên nhau với hoa tươi không ngớt suốt một thời gian dài do thanh niên thiếu nữ trong họ Đạo đến viếng liên tục. Hai gia tộc hòa nhau và thuận thảo với nhau kể từ đó. Khi thầy về đây giúp xứ thì mọi chuyện đã nguội nên chắc chẳng biết gì. Ông lực lượng biệt tăm không đến xưng tội mãi cho đến gần 2 năm sau. Tôi hỏi cha Luca: thưa cha, con chưa được học qua, nhưng tự tử là tội trọng, người chết không được đem vào nhà thờ và không được chôn đất thánh. Vậy? Cha Luca trả lời: đúng vậy, nhưng giải gỡ nhiều người khỏi sự thù hận truyền kiếp thì cần thiết và quan trọng hơn lề luật như Đức Chúa Giêsu Kitô đã từng làm và phán dạy. Tôi hỏi thêm: thưa cha, cho phép con nghĩ sao nói vậy? Chúa là đấng rất nhân từ. Vậy tại sao người không nhân từ với ma quỷ, tức tha thứ cho họ, hoặc ban cho họ lòng biết ăn năn? Cha Luca giải thích: đúng là Chúa rất nhân từ, nhưng vì Lucifer quá kiêu ngạo, không ăn năn nên biến thành ma quỷ. Điều này Chúa đã nói rồi, nhưng ai nói phạm đến Đức Chúa Thánh Thần thì sẽ chẳng bao giờ được tha mà còn mắc tội đến muôn đời. Tôi hỏi: về phía ma quỷ, lúc còn là thiên thần Lucifer, họ rất khôn ngoan sáng suốt. Tại sao họ không nhận ra con đường mình đang đi là quá sai lầm? Cha Luca cười: kiêu ngạo. Kiêu ngạo phá hủy sự khôn ngoan sáng suốt và nói chung, phá hủy tất cả. Tôi thích quá vì không ngờ lần này về chơi lại được học hỏi nhiều điều hay từ cha Luca. Cha đã dạy tôi biết sự cầu nguyện có sức mạnh đến mức nào. Cha dạy tôi đừng mong mình sẽ biến đổi người khác mà phải tự hoán cải bản thân. Cha dạy tôi sự tha thứ cao trọng vô cùng. Cha còn dạy tôi, nhất là sự kiêu ngạo là tai họa. Kiêu ngạo biến thiên thần thành quỷ dữ. Kiêu ngạo khiến mọi loài thụ tạo không thể nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Kiêu ngạo cắt đứt hẳn mối tương quan phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa. Tôi trở về họ Đạo Long Thạnh sau kỳ nghỉ 10 ngày thú vị. Trong thời gian tiếp theo sau đó xảy ra một câu chuyện khiến mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn sợ, sợ run, sợ đến toát mồ hôi. Tôi xin phép được kể lại. Trên chuyến xe đò từ bến phà Chân Phúc về Long Thạnh, tôi ngồi cạnh một người đàn ông chạc 30 tuổi. Chuyện trò mới được mấy câu tôi cảm thấy mến ông hành khách này. Ngược lại, hình như ông ta cũng có thiện cảm đặc biệt với tôi. T
Tên ông ta là Cô, con thứ tư trong một gia đình đông con nên hàng xóm gọi là Tư Cô. Vì xe đò cũ kỹ, đường xấu, lại đón khách, tiễn khách cùng hành lý rườm rà của họ nên chuyến đi trở nên lâu dài mệt mỏi, khiến câu chuyện giữa chúng tôi kéo dài dường như không dứt. Ban đầu hai bên tự giới thiệu nhau cách dè dặt, nhưng dần dần cái cách nói chuyện lôi cuốn của Tư Cô đã khiến tôi cởi mở hơn, để rồi khi ông xuống xe trước tôi ở một địa chỉ không xa họ Đạo Long Thạnh là bao, thì chúng tôi đã trở nên thân thiết và quyến luyến nhau thật sự. Về đến họ Đạo, nhiều công việc dồn ứ sau 10 ngày bỏ dở đã khiến tôi quên ngay Tư Cô. Nhưng khoảng 3-4 hôm sau, bất ngờ Tư Cô tìm đến đúng nơi để thăm tôi. Chúng tôi lại tiếp tục chuyện trò vui vẻ và thân thiết nhau đến nỗi cùng nhau dùng bữa trưa, rồi dùng luôn cả bữa chiều một cách tự nhiên đến chẳng còn chút gì là ranh giới giữa chủ khách. Xế chiều, khi từ giã, Tư Cô khẩn khoản mời tôi đến thăm nhà. Tôi nhận lời ngay không do dự. Vài hôm sau tôi phấn khởi đến thăm nhà Tư Cô thật. Nhà của Tư Cô gần như nằm tách biệt hẳn với hàng xóm, nhưng cảnh quan khu vực thì sầm uất, ra vẻ phồn thịnh, giàu sang và bề thế. Theo cách chỉ đường của anh, tôi tìm ra không khó bởi xung quanh ngôi nhà có nhiều cổ thụ cao to hùng vĩ và sum suê bóng mát. Vì miền Tây Nam Bộ hàng năm nước dâng cao, đặc biệt ở vùng này đất trũng năm nào nước cũng dâng cao khoảng 0,5 đến 1 mét, nên dân địa phương cất nhà sàn cao lêu nghêu. Nhà của Tư Cô có sàn cao quá đầu người, tôi ước định chừng 2 mét hoặc hơn. Điểm nổi bật này còn được cộng thêm với cách bố trí cây trồng quanh nhà thật khéo léo. Tất cả đã đem lại cho ngôi nhà một vẻ gì đó vừa uy nghi, vừa phong quan. Nói cho quá đi một chút thì nơi này gần giống chốn bồng lai tiên cảnh mà các bức tranh thủy mặc miêu tả. Bước lên các nấc thang bằng đá, tôi bước vào ngôi nhà toàn gỗ đen. Tất cả mọi vật dụng trong nhà hầu như đều được đánh bóng rất kỹ và được sắp xếp theo một thứ bố cục thật tinh tế. Tư Cô nói rằng mình đang ở với cha mẹ và anh chị em, nhưng tôi không thấy bóng dáng ai, dù chỉ là một hai lần, dù chỉ là thấp thoáng. Nhưng vì phải giữ sự tế nhị cho giống phong cách của anh, nên tôi không dám tỏ ra một chút gì gọi là thắc mắc. Cũng phải, điều gì người ta không đề cập tức người ta không muốn. Chúng tôi lại chuyện trò vui vẻ, cởi mở, thân thiết nhau như hai người bạn mặc dù tôi thua Tư Cô đến hơn 10 tuổi. Những lúc câu chuyện nguôi bớt, tôi tò mò đi tới đi lui trong khuôn khổ gian ngoài của ngôi nhà với ý đồ nhìn ngắm, xem xét. Phải nói tất cả mọi thứ đều lạ mắt, tôi chưa từng thấy có ở đâu. Đôi lần bước đến trước gần các cửa buồng được buông màn nhung đen dày một cách đài cắt, tôi liếc nhìn vào bên trong qua khe hở, chỉ thấy nguyên một màu tối đen và vắng lặng kín ẩn. Thời này thanh niên cỡ Tư Cô không đi lính là điều lạ. Vì nếu tuổi đó ai không đi lính chỉ có thể là tu sĩ của một tôn giáo nào đó hay là người bị tật hoặc bị bệnh. Khi tôi hỏi điều đó, Tư Cô nói ngay mình bị bệnh. Tôi hỏi bệnh gì, anh ấp úng một hồi rồi trả lời mình đang bị bệnh tim. Tôi lại chẳng biết bệnh tim ra làm sao, nên gật đầu đại cho rồi. Tình bạn của chúng tôi ngày thêm thắm thiết dù không đồng tuổi, không cùng tôn giáo Tư Cô theo đạo ông bà cũng không đồng chí hướng lẫn tư tưởng. Tất cả giáo dân trong họ Đạo đều thấy anh ta lui tới thăm tôi hoặc mỗi lần tôi đến thăm nhà anh ta, mọi người đều biết và không ai có ý kiến. Đôi lần tôi ngấm ngầm có ý nghĩ tận dụng tình bạn gắn bó này để lôi kéo anh ta dần đến đức tin công giáo. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Chính anh ta mới là người lôi kéo tôi. Sau này tôi mới ớ ra. Còn bằng chứng của sự lôi kéo ấy chính là những điều tôi sắp kể tiếp theo đây. Một hôm, khi tôi đến chơi nhà anh, tôi vô cùng ngạc nhiên chứng kiến vài ba con chim ngũ sắc nho nhỏ rất xinh đẹp bay lượn trong nhà. Lạ một điều chúng không hề ra vẻ mình bị khống chế, bị mất tự do. Ngược lại những con chim ngũ sắc cứ tung tăng nhảy nhót, líu lo ca hát khi thì trên trần nhà, khi thì trên tủ giường bàn ghế, lúc lại đuổi nhau ra vườn rồi vụt bay trở vào nhà đậu trên một đầu bàn cách chỗ chúng tôi ngồi chừng một với tay. Ngạc nhiên quá tôi kêu lên và hỏi Tư Cô. Ủa, những con chim này, anh Tư nuôi hay chúng tự bay đến? Tư Cô thản nhiên trả lời. Nuôi làm gì cho tốn lúa hao gạo hả liêu? Chúng tự đến, có lúc chúng kéo đến hàng đàn. Tôi thích quá hỏi tiếp. Làm thế nào để được những con chim đẹp đẽ và quý hiếm thế kia kéo đến nhà? Tư Cô vẫn thản nhiên. Có cách của nó liêu à? Thấy tôi quá ham thích, Tư Cô hứa sẽ chỉ cho tôi cách gọi chim đến nhà. Tôi mừng rỡ và háo hức mong chờ tới ngày anh ta chỉ cách gọi chim về nhà. Một lần khác, tôi và Tư Cô đang cùng nhau đứng ở lan can nhà anh nhìn ra đường. Một bầy 4-5 con chó hàng xóm la sủa ỏm tỏi, đuổi cắn nhau dài dài từ đâu kéo đến ngay trước cổng nhà Tư Cô. Thấy khó chịu, Tư Cô càu nhàu một mình, phải đuổi mấy con chó này đi mới được. Ồn ào quá. Nói xong, anh khom người xuống vẽ. Vẽ? Gì đó trên mu bàn chân trần của anh.
Vẽ xong đứng thẳng người lên, anh đá nhẹ vào không khí. Lạ thay, cứ mỗi cú đá nhẹ vào không khí thì bầy chó từng con la ẳng, ẳng lên đau đớn như bị ai đánh hoặc đá. Hễ đá nhẹ thì chúng la nhỏ, hễ đá mạnh thì chúng la lớn. Cứ như thế mà nhanh chóng, đàn chó bỏ chạy tán loạn vừa trốn vừa la inh ỏi. Tôi quá sức ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh hỏi. Ủa, anh làm cái gì ngộ vậy, anh Tư? Ủa, sao có thể đá khơi khơi ở đây mà chúng mấy con chó ngoài kia? Tôi còn hỏi huyên thuyên nhiều nữa, nhưng vẫn với phong thái điềm đạm thản nhiên, Tư cô trả lời. Vậy cho nó khỏe, hơi đâu mà chạy ra tận nơi mới đánh đuổi được bọn chúng đi chỗ khác. Có lẽ thấy tôi còn kinh ngạc há hốc mồm ra trông buồn cười lắm hay sao mà anh phá lên cười sặc sụa, nói. Thì từ từ anh sẽ chỉ cho Liêu. Ôi, anh biết gì thì Liêu cũng sẽ biết nấy thôi mà. Thế là từ đó, tôi rất siêng năng đến nhà Tư cô, vì anh luôn làm tôi thích thú chẳng phải chỉ vì cách nói chuyện thân tình mà lôi cuốn hấp dẫn, chẳng phải chỉ do kiến thức sâu rộng hoặc những lời khuyên thông minh và trí lý, cũng chẳng phải chỉ vì cách đối đãi lịch sự, phong nhã, quảng đại hết mức coi bạn bè như anh em ruột thịt của anh, mà còn vì ở anh có quá nhiều chuyện lạ khiến tôi không ngờ, không đoán ra và không hiểu nổi. Trong mọi chuyện lạ tôi chứng kiến nơi Tư cô, có chuyện lạ sau đây làm tôi vừa vô cùng kinh ngạc, vừa vô cùng thán phục. Đó là câu chuyện xử bắn từ tù C. Như tôi đã kể từ trước, thị trấn Long Thạnh xưa vốn tên là chợ Đầu Hổ, do tướng cướp Đầu Hổ hùng cứ. Vùng đất giữ này nay lại có người tàn độc không kém kế tục trấn giữ, đó là thiếu tá Dẻo, chỉ huy trưởng tiểu đoàn lính địa phương quân, mặc đồ quân đội nhưng bản chất và hành vi là một tướng cướp. Người ta kể có một thời gian, mỗi đầu ngày, y phải tự tay bắn chết vài người thì ăn sáng mới cảm thấy ngon miệng. Cứ một hoặc hai tuần, y xua cả tiểu đoàn vượt biên giới sang Campuchia gọi là để hành quân, nhưng thực chất là cướp phá. Khi trở về mang theo bao là chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng có mang theo vài tù binh, rồi tổ chức xử bắn cho dân trong vùng, ai muốn xem thì đến xem. Pháp trường là một bãi đất trống nằm gần nhà Tư cô, gần đến độ chỉ cần lội bộ qua một khu vài công đất là tới. Sáng hôm đó, vào khoảng 9 hoặc 10 giờ, khi đang ngồi ở nhà Tư cô, tôi bỗng nghe có tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng chạy rầm rập. Tư cô bảo, sắp có một vụ xử bắn nữa đó, đi xem một lần cho biết nghe Liêu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Tư cô nói thế nào một hồi khiến tôi cũng phải đi, nhưng đi với tâm trạng hồi hộp và lo sợ. Không có đông người dân đến xem, nếu đếm chắc cũng chỉ độ vài mươi người, số còn lại toàn lính tráng. Tư cô chọn một gò đất cao, gò đất này ở cách xa dãy cột gỗ dựng thành hàng ngang nằm trước gò cát lớn. Chừng 100-200 mét, tôi đoán hàng cột gỗ đó là nơi trói các tử tù. Không đầy 10 phút sau, xe chở tử tù đến. Theo xe chở tử tù là vài xe GMC chở đầy lính. Tiếng la hét vang tục nghe rất thô bạo của một vài sĩ quan áp giải khiến không khí càng thêm căng thẳng. Người ta kéo lôi các tử tù từ xe đến dãy cột. Trong số 5 tử tù, chỉ có 2 người là đi đứng bình thường. 3 người còn lại, có lẽ vì bị đánh đến trọng thương hay vì sợ sệt đến không nhấc chân nổi, nên họ bị lôi đi sềnh sệch. Tôi chờ để xem các tử tù là những ai, nam hay nữ. Khi bọn lính trói mỗi tử tù vào một cột gỗ xong, họ lùi ra xa. Lúc này tôi mới thấy rõ từng người. Tất cả đều là đàn ông, có lớn tuổi có trẻ tuổi. Nhưng nếu tôi không lầm, tất cả đều là dân thường người Campuchia hay người Campuchia gốc Việt. Vì cứ nhìn quần áo họ đang mặc, dáng dấp hiền lành sợ sệt thì không thể họ là quân ác ôn như lời một sĩ quan la hét mắng chửi. Được. Tuy nhiên, để gọi là nhân đạo, bọn lính bịt mặt mỗi tử tù bằng một mảnh vải đen. Vì trói quá chặt nên không ai có thể cử động, những người vì quá sợ thì khuỵu xuống như chiếc lá rũ. Gương mặt ai cũng trắng bệch vì hoảng sợ, trông thật hết sức đau lòng. Tôi không dám nhìn họ thêm nữa. Lúc này tôi mới cảm nhận được thân phận của con người quá mong manh và cùng khốn. Một tiểu đội khoảng 12 tên lính dàn hàng ngang đứng trước và cách xa các tử tù khoảng trên dưới 10 mét. Mọi người nín lặng và hồi hộp đợi chờ, không thấy ai đọc án lệnh. Một tiếng la to lệnh cho tiểu đội lính đưa súng lên vai. Vì căng thẳng nên tiếng la làm nhiều người giật nảy mình. Tư cô bỗng nói vào tai tôi, cho bọn này quê một cục. Tôi lặng thinh không trả lời vì không hiểu anh muốn nói gì. Tôi liếc nhanh thấy môi anh mím chặt và gương mặt anh tự dưng trở nên lạnh như tiền. Bỗng có tiếng la từ xa, dừng lại, thiếu tá D. Ý, ờ. Tôi nhìn Tư cô để dò hỏi. Tư cô bảo, thằng cha Dẻo chờ ai? Bọn lính vốn đã trật tự, nay nghe thiếu tá Dẻo đến càng tỏ ra chỉnh tề hàng ngũ hơn.
chiếc xe Jeep loại lùn, oai vệ từ ngoài chạy vào. Xe đảo một vòng rồi dừng lại đậu ngay trước hàng cột trói các tử tù. Ông dẻo bước xuống xe rảo qua một lượt để xem xét các tử tù. Ông ta dùng cây ba tong ngắn chọc chọc vào người của họ với thái độ khinh bỉ. Cũng nên nói thêm, ông dẻo như một con cáo già quỷ quyệt, biết dựa hơi ai có sức mạnh hơn hắn ta. Vì thế cho nên khi hắn đến thăm cha sở Chân Phúc để lấy lòng vì vị tỉnh trưởng Chân Phúc là người công giáo, nên rất kính nể cha sở Chân Phúc lúc ấy nhìn hắn khúm núm như một con chó phạm tội. Còn bây giờ, hắn dương oai chẳng khác nào một con cọp dữ. Thật trái ngược. Xem xét xong một lượt, ông dẻo leo lên xe đứng nói với đám đông đại ý các tử tù này là vợ chồng bị bắt sống trong cuộc hành quân vừa qua. Ai theo VC cũng sẽ bị chung một số phận năm. Năm hắn nói xong, chiếc xe Jeep lùi qua một bên phía tay phải, gần như đối diện với chỗ tôi và Tư Cô đang đứng, để chứng kiến cuộc hành quyết. Tên sĩ quan la lớn, bồng súng, chuẩn bị, bắn. Cùng lúc với chữ bắn, tôi vừa nghe tiếng lạch cạch của các cây súng, vừa nghe tiếng Tư Cô văng vẳng bên tai những âm thanh mơ hồ như Alu Alahu. Chẳng một tiếng súng nổ, trong khi các tay súng đều đang nghiêng đầu về một bên nghiêm túc ngắm bắn. Tiếng la dân của tay trung sĩ chỉ huy, bắn, bắn, đê, bờ, bắn. Từng tay súng vừa luống cuống lên quy lát súng lại nghe rôm rốp vừa lắc đầu lia lịa. Tay trung sĩ móc súng ngắn chỉa về phía những người lính tội nghiệp. Đê, mờ, có bắn không? Nhưng hình như súng của hắn cũng kẹt đạn hay hỏng hóc gì đó, nên hắn cũng vừa loay hoay vừa lắc đầu. Đến lượt ông dẻo, đứng trên xe chẳng hiểu chuyện gì cũng quá to. Đê, mờ, cái gì vậy? Đê, mờ, làm loạn phải không? Nhảy phóc xuống khỏi xe, hắn móc súng ra chạy đến chỉa thẳng vào đầu tay trung sĩ chỉ huy đội hành quyết, bóp cò vài ba lần. Rồi giày giày cây súng, quăng súng, lại tiến đến giật lấy cây súng của một người lính đứng gần chỉa về phía các tử tù. Bóp cò, không nổ, quăng súng giật lấy cây khác, lên đạn, bóp cò, không nổ. Và cứ như thế cho đến cây súng thứ ba thứ tư, hắn mới chịu lắc đầu. Suy nghĩ trong tích tắc, hắn ra lệnh. Bãi cuộc, giải tất cả về trại giam. Nét sửng sốt hiện lên từng khuôn mặt của mọi người hiện diện, nhất là của mọi người lính. Tất cả giải tán trong im lặng và trật tự. Tôi ngạc nhiên quá sức tưởng tượng, nhìn sang thấy Tư Cô vẫn đứng thư thái, khuôn mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi anh, chuyện gì vậy anh Tư? Anh có biết tại sao không? Hay là anh đã làm gì? Đã bảo, cho bọn này quê một cục mà. Thôi đi về. Trên đường về tôi nghĩ chắc Tư Cô ít nhiều có nhúng tay vào việc vừa rồi. Nhưng vì tôi ghét ông dẻo và bọn lính của ông ta, nên cũng có chút hả dạ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Tư Cô có thể làm được chuyện động trời như vậy. Tôi càng khâm phục Tư Cô biết bao về những tài năng mà anh có được. Về nhà, buổi chiều tôi nghe sự việc được đồn đãi sùm lên khắp Long Thạnh, nhất là tin tức rằng có vài binh sĩ tử nạn do thử lại súng. Điều đó cho hay, súng chỉ bị hỏng hóc ở bãi bắn thôi, nhưng khi ra khỏi đó thì mọi việc trở lại bình thường. Càng gần gũi Tư Cô, tôi càng thấy bị cuốn hút, vì cảm nhận hình như xung quanh anh là một thế giới khác hẳn so với thế giới chiến tranh, nghèo đói, đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Tôi đang sống. Tư Cô bắt đầu tỏ ý muốn dạy tôi một số bí thuật lặt vặt như mở ống khóa các loại mà không cần chìa khóa, gây thiện cảm với bất kỳ ai mà không cần phải hao tốn bất cứ thứ gì, biết hết số tiền nằm trong túi người đối diện, gọi muông thú đến nhà và nhiều phép màu khác rất thú vị. Ai sao không biết, tôi thì đồng ý ngay mà còn mừng rỡ háo hức vô cùng. Những gì tôi học được thật đúng là những phép màu. Ta chỉ làm vài động tác dễ ợt, thế là tất cả đều xảy ra đúng theo ý muốn một cách vô cùng ngoan ngoãn. Học được gì, tôi về làm thử ngay. Trước hết tôi thử bí thuật gây thiện cảm. Ông Ba Búa là một giáo dân khô khan đến mức kể như bỏ đạo. Tính tình thô bạo và hung hãn. Ông ta dạy dỗ đứa con trai 11 tuổi của mình bằng những cách thức rất tàn ác. Ví dụ như có lần ông ta đóng đinh lỗ tai đứa nhỏ dính vào cột nhà để nó đừng đi chơi lông ngông nữa. Ông ta sống bằng nghề chuyên giết mổ chó. Vì giết mổ chó quá nhiều nên hễ thấy bóng ông đi đến nơi nào thì tất cả các con chó lớn nhỏ quanh đó đều đồng loạt sủa ầm lên. Sủa dai dẳng và kịch liệt cho đến khi ông ta đi khuất khá lâu chúng mới im dần một cách tức tối. Tôi ghét ông Ba Búa vì lần nào đi ngang nhà thờ ông cũng chửi ầm ĩ át cả tiếng chó sủa. Thì hẳn là ông ta chửi tôi chứ chửi ai nữa với cái câu này, đê. Mờ, đi tu mà ở nhà lầu, một, tu gì tu? Tu gì mà thấy gái cứ tương tướp?
tu con cặt. Vào buổi sáng hôm đó nghe tiếng chó sủa rân trời từ xa, tôi biết ông Ba Búa sắp đi ngang qua nhà thờ. Ra trước cổng, tôi kín đáo quan sát. Nhắc thấy bóng dáng to kềnh, nghênh ngang như một con gấu đen lừng lững đi tới, tôi nín thở, hơi trúng môi, đẩy luồng hơi từ miệng thổi ra vẽ trong không khí một hình vẽ đã học thuộc lòng. Vừa thổi hơi vừa hướng tầm ngắm và ý nghĩ về hướng ông ta, cuối hình vẽ tôi tống hết hơi còn sót lại tưởng tượng như đang tống vào mặt ông ta. Lạ thay, ông Ba Búa đến. Ông không còn gầm gừ chửi bới như trước nữa, ngược lại vừa nhìn thấy tôi, ông giơ bàn tay hộ pháp sần sùi lên. Chào ông, sầy, y, y. Sau đó ông xăm xăm bước vào sân nhà thờ chắp hai tay xá Đức Mẹ trên mặt tiền nhà thờ vài xá. Chuyện lạ đây, quay trở ra, trước khi rời đi, ông Ba Búa còn giơ tay lên chào tôi lần nữa. Chào hen, thật bất ngờ và không thể tin nổi. Tôi còn thử nghiệm bí thuật gây thiện cảm lên cả các người lính xa lạ ở bến đò mà tôi sang sông mỗi sáng để đến nhà thờ bên đất Campuchia. 10 lần đều có kết quả như nhau. Thật không thể ngờ. Tôi thử bí thuật mở khóa. Tôi mượn nhiều ống khóa to nhỏ đủ chủng loại, trong đó có những ống khóa Mỹ rắc rối vì dùng lực của nam châm để khóa mở. Tôi gom tất cả lại rồi đóng cửa nhà xứ để tránh không bị ai dòm ngó. Tôi cẩn thận bóp khóa tất cả gần 20 ống khóa ấy lại rồi để rải rác trước mặt. Và rồi, chỉ với một động tác khẽ khàng và kín đáo, tất cả mọi ống khóa đều nhất loạt tự động bung bật ra, kèm theo những tiếng khua lách cách lục cục vang lên. Buồn cười làm sao? Sực nhớ, tôi chạy ra xem ống khóa to đùng bằng cả một cuốn sổ tay đang bị bóp khóa im ỉm ở cổng nhà thờ. Xem có động tĩnh gì không? Lạy Chúa lòng lành. Chẳng ai nghĩ tới hắn, thế mà hắn cũng ngoan ngoãn vâng lệnh tự mở tung ra. Không thể tả hết nỗi ngạc nhiên thú vị và mừng rỡ trong tôi đến mức nào. Tôi nghĩ thầm, mình mà đi ăn trộm thì chết hết con người ta. Tôi nghịch ngợm thử đi thử lại đến chục lần cho thỏa thích trước khi giao trả các ống khóa lại cho mọi người. Tiếp theo, tôi thử đến ngón nghề thứ ba, một ngón nghề cũng khá là thú vị. Khi ông Biện Trắc, người thật thà và hiền hậu, vừa bước chân vào nhà xứ có việc, tôi nói ngay. Ông Biện ơi, làm ơn cho tôi mượn hết số tiền 32 đồng 5 các đang nằm trong túi ông Biện. Mai tôi sẽ trả lại đủ. Lúc ban đầu ông Biện Trắc không để ý lời tôi nói, mà chỉ biết nhanh nhẹn cho tay vào túi quần lôi ra một nắm tiền nhăn nhúm, đếm. Lại thọc tay vào túi khác, móc ra thêm, đếm đi, rồi đếm lại. Lục tìm hết các túi lần nữa, lại đếm. Đến lúc này ông mới trợn cặp mắt trắng dã nổi bật trên làn da đen sạm, há hốc vì kinh ngạc. Ông lẩm bẩm. Đúng là 32 đồng 5 các thiệt. Ủa? Sao thầy biết? Có nhiêu đó thiệt? Thầy ơi! Tôi im lặng nhìn ông. Ông Biện Trắc còn thì thào nhiều tiếng vô nghĩa khác nữa. Để chấm dứt, tôi lên tiếng minh định. Không, tôi nói đại mà chúng chứ có biết gì đâu. Tuy hiền lành và chân thật, nhưng ông Biện Trắc phải có bản lãnh thế nào đó mới được giáo dân vùng đất giữ này tin cậy bầu lên làm ông trùm họ đạo. Nói như thế để thấy rằng ông không dễ gì tin tôi chỉ đoán mò. Phần tôi, phải nói vì ngạc nhiên và thích thú quá nên tôi ngày càng mất ý tứ. Tôi muốn nói là tôi còn dùng ngón nghề thứ ba này để chọc ghẹo nhiều chú bé, cô bé thiếu nhi thánh thể. Mất ý tứ là chỗ đó. Tôi lại đến học với Tư Cô những bí thuật khác nữa. Mỗi lần đến, Tư Cô dạy tôi một phép. Học xong phép nào thì tôi háo hức thử đi thử lại nhiều lần. Đi đâu tôi cũng áp dụng những điều đã học một cách rất chăm chỉ. Nhất nữa khi gặp lúc ngẫu hứng, gặp những cảnh trái tai gai mắt, chuyện bất bình. Ví dụ có một hôm đi đò ngang sang bên kia biên giới, trên đò thấy một tên lính trẻ có vẻ sức sược và hỗn láo với ông lái đò già tội nghiệp. Tôi làm phép cho hắn không thể nào nhấc lên rời khỏi đò được nữa, cứ ngồi dính chặt trên be chiếc đò. Miệng la oang oác cho đến lúc tôi xong việc quay trở. Về đến bờ Việt Nam, trước khi lên khỏi đò, tôi xả phép thì lúc đó hắn mới đứng lên được. Khỏi phải nói, mặt hắn tái mét đến cắt không ra một giọt máu. Hắn thất kinh hồn vía đến độ tôi tưởng hắn sẽ chẳng còn dám du côn với ai nữa. Ví dụ anh lơ xe đò, trong chuyến tôi có việc đi chân phúc trở về đã dùng những lời lẽ và cử chỉ dâm đãng để trêu chọc hai cô gái trẻ hiền lành. Khi bà mẹ của hai cô gái này phản đối, hắn liền chửi bới thóa mạ nghe rất đỗi thô tục. Tức quá tôi làm phép cho quần dài lẫn quần lót hắn đang mặc bỗng tụt xuống rồi biến mất. Thế là người hắn trở nên rất tức cười, bên trên còn dính được chiếc áo thun ba lỗ ngắn cũn cỡn, bên dưới thì chuồng như nhộng, tinh hình tố hố trưng bày tất cả mọi sự ra. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người có mặt ở bến xe hôm ấy cánh đàn ông con trai thì cười rũ ra, cánh đàn bà con gái thì rủa xả y xèo. Còn nhiều ví dụ khác nữa không thể kể hết. Nói chung, tôi làm được rất nhiều điều vĩ đại mà hữu ích.
Từ đó trở đi, cuộc đời tôi gần như trở nên khác lạ. Tôi có một nếp sinh hoạt cộng theo một luồng suy nghĩ cũng rất lạ. Tôi dần trở nên sống khép kín. Tôi bắt đầu xa rời giáo dân. Tôi vào nhà thờ một cách lơ đãng cốt qua lần chiếu lệ cho xong. Dù vậy, tôi vẫn còn nhận ra mình đang thay đổi, đang dần khác đi theo một hướng nào đó. Tâm lý tôi lúc bấy giờ một đàng thì rất vui, một đàng thì hơi xuyến xao lo lắng không biết mình rồi đây sẽ ra sao. Một hôm tôi đem chuyện ấy tâm sự với Tư Cô. Nghe xong anh cười ngất một lúc rồi nói: "Già cơm, non hột, già cơm, non hột." Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Tư Cô càng cười to hơn. Cười đã một hồi anh mới ngồi xuống bên cạnh và ngọt ngào khuyên giải: "Liêu ơi, có thật là Liêu không hiểu gì hết hay không?" Nhìn chằm chằm vào tôi, Tư Cô tiếp: "Có phải hiện nay Liêu làm được một số việc kinh thiên động địa hay không?" Tôi gật đầu. Tư Cô có vẻ hài lòng. Rồi anh nói thêm: "Chưa đâu, đó mới chỉ là những trò chơi lặt vặt." Thấy tôi ngạc nhiên, Tư Cô giải thích: "Thế giới có rất nhiều tầng. Mọi người chỉ biết có một tầng họ đang sống. Còn Liêu, tuy đang sống ở tầng này mà đã bước được sang một tầng khác." Tôi vẫn chăm chú lắng nghe. Bước sang một tầng khác của thế giới là chuyện lớn đến độ có thể ví như đang từ cõi sống bước sang cõi chết vậy. Làm sao mà Liêu không lạ lẫm, bỡ ngỡ và hụt chân cho được? Tôi tò mò. "Vậy thì thế giới mà em đang bước sang là thế giới gì? Thế giới ấy có tên là gì?" Tư Cô bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. "Liêu sẽ tự trả lời câu hỏi này khi nào Liêu học xong một số bí thuật nữa. Đừng nôn nóng mà hư việc." Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, anh cười mỉm nhưng hoàn toàn không phải là thế giới của tà ma, bùa ngải, pháp thuật. Để trấn an tôi, Tư Cô dạy cho tôi thêm một bí thuật mới. Đó là bí thuật tụ họp nhiều người lại thành một đám đông. Trước khi dạy, Tư Cô nói: "Anh sẽ chỉ cho Liêu bí thuật này, một bí thuật giúp ích cho nghề nghiệp của Liêu rất nhiều. Bởi vì anh biết Liêu cần quy tụ được nhiều giáo hữu đến nhà thờ, làm cho nhiều người bỏ sòng bài, mâm nhậu, ổ sóc đĩa, bãi đá gà, nhà chứa. Để đọc kinh cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo thứ thiệt mà không cần phải khản cổ kêu gào, tốn công thuyết phục, tốn giờ dẫn dụ." Tư Cô xuống giọng: "Nhưng Liêu phải hứa với anh một điều." Tôi tò mò: "Em phải hứa điều gì?" Im lặng một lúc lâu cho tôi thật căng thẳng, sau đó Tư Cô mới nói: "Em phải hứa là em không được dùng bí thuật này để làm điều sàng bậy, ví dụ." Nói đến đó Tư Cô im bặt. Tôi không đoán ra điều gì là sàng bậy, về sau tôi đoán ra. Kẻ xấu có thể dùng bí thuật này để quy tụ đám đông quấy rối ai đó, quy tụ các cô gái để làm chuyện bậy. Bạ, quy tụ đám đông để ủng hộ mình trong việc phi nghĩa, hay trong việc mua danh chuốc tiếng giàu lúc đó chưa biết nhưng tôi vẫn hứa. Em xin hứa với anh, em học những gì anh dạy cốt để giúp ích mọi người, trừ gian diệt ác để cứu đời. Tư Cô nói thêm, nếu sai lời hứa, sẽ chẳng có gì xảy ra cho em đâu. Nhưng nên nhớ là anh sẽ rất buồn. Tuy nhiên tôi đã phạm một sai lầm lớn. Khi đề cập từ sai lầm, chắc chắn ai cũng nghĩ đến thất bại hay đổ vỡ. Nhưng không, điều sai lầm tôi sắp mắc phải thì ngược lại, là điều rất may mắn cho tôi. Mang bí thuật mới học về nhà, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi 3 hôm nữa là ngày Chúa Nhật. Ngay chiều hôm đó thứ năm, tôi dùng trí lực như đã học để khiến được tất cả mọi giáo dân Nam Phụ Lão Ấu trong họ đạo, nghĩa là hơn 800 giáo dân đồng loạt đến nhà thờ đọc kinh chiều lúc 17 giờ. Họ đến đông như ngày đón Đức Giám Mục về ban phép thêm sức. Mọi người chen chúc nhau chật cứng như nêm trong nhà thờ, mà gian nhà thờ này thì sức chứa chỉ khoảng 200 người. Số còn lại tràn ra bên ngoài đứng ngồi đầy kín sân nhà thờ. Ôi, khỏi phải nói, tôi vô cùng thích thú với việc làm này. Người ta nô nức đến nhà thờ với áo quần tề chỉnh mà chẳng biết để làm gì. Tôi nghe loáng thoáng người này hỏi, người kia đáp, ủa, hôm nay ông cũng đi nhà thờ nữa hả? Chà, lâu lâu cũng nên đi đọc kinh chiều một lần. Hôm nay rảnh rỗi chớ mọi hôm phải lo mần ăn. Tự nhiên bữa nay thấy thèm đến nhà thờ vậy thôi. Và vân vân. Vui nhất là các ông biện ông giáp, cứ luôn miệng hỏi nhau. Kỳ vậy, tại sao bỗng dưng đi đọc kinh đông dữ? Là sao? Có nhiều người yếu bóng yếu vía đoán mò. Chúa ơi, hay là sắp có chuyện gì chẳng lành xảy ra cho họ đạo? Nhiều người quá khích. Thôi rồi, có thể sắp đến ngày tận thế. Tôi thật sự choáng ngợp và không biết nói sao. Chỉ biết im lặng hoặc ai hỏi quá thì trấn an. Thôi, khi nào giáo dân đến nhà thờ đông thì cứ mừng, chứ lo gì nữa.
Khi tôi thực hiện được bí thuật này thì tôi càng tin Tư Cô hơn nữa, bởi vì nếu những bí thuật tôi học được là bùa chú, tà thuật, phép ma phép quỷ thì sao có thể dùng nó để làm nên việc tốt hoặc đưa người ta đến với Chúa cho được. Thật thì có lúc tôi cũng xao xuyến về những gì mình đã học đã làm, nhưng lại cũng có những lúc như lúc này đây, tôi cảm thấy tâm hồn mình khá bình an. Từ sau giờ đọc kinh chiều lạ thường ấy, các ông biện, ông giáp và những giáo dân đạo đức cứ bàn đi tán lại hoài không dứt. Từ ngạc nhiên, họ dần đi đến đặt ra nhiều giả thuyết, nhiều nghi vấn. Những tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, nào ngờ mọi người ngày càng làm cho chuyện lớn ra thêm. Chẳng ai nói gì với tôi, nhưng tôi cảm nhận một điều gì đó đang xảy ra ở giữa các ông biện, ông giáp và những người giáo dân đạo đức. Tôi cũng cảm nhận hình như có một thứ không khí gì lạ đang bao trùm mọi người. Thế là tôi không biết có nên dùng bí thuật tụ họp mọi người đến nhà thờ lần nữa trong ngày Chúa Nhật tiếp theo hay không. Như đã thưa, tôi linh cảm một bầu không khí là lạ giữa các ông biện, ông giáp và những giáo dân đạo đức thì có đúng như vậy. Tôi xin kể ngay đây. Xảy ra một hôm tôi có việc về tòa giám mục. Trên đường đi tiện thể tôi ghé thăm má tôi. Trong câu chuyện tôi vui vẻ và hào hứng khoe với má những gì tôi biết được. Nghe xong má tôi im lặng không nói gì. Tôi có người cô ruột thứ năm, cô năm có nhiều người con. Trong số đó có người con gái lớn thứ hai tên Thu. Chị Hai Thu có người chồng tên Thơm, mọi người gọi là Hai Thơm. Đó là một người đàn ông giỏi giang, chân thật, hiền lành, đặc biệt lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm láng giềng không trừ một ai. Lối ăn ở tốt bụng như vậy khiến làng xóm ai cũng đẹp lòng. Má tôi rất thương anh Hai Thơm vì anh coi cha má tôi như cha mẹ ruột, nhất là từ khi cha tôi khuất bóng. Anh Hai Thơm hay lui tới nhà tôi để an ủi, để coi má tôi có cần gì thì mau mắn và tận tình giúp đỡ tới nơi tới chốn. Khi tôi ở tòa giám mục trở về Long Thạnh được vài ba ngày, bỗng một hôm vào giờ sắp ăn trưa, anh Hai Thơm lù lù từ ngoài cổng nhà thờ đi vào. Tôi hết hồn. Ủa, anh Hai? Tim tôi đập loạn hồi hộp vì bao nghi vấn trong đầu. Trong đó nghi vấn lớn nhất đó là không biết má tôi ở nhà có chuyện gì xảy ra hay không. Đoán được ý tôi, anh Hai Thơm cười khỉ, nói: Mợ Bảy biểu tôi đi kêu cậu về gấp cho mợ Bảy nói chuyện. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa, có chuyện gì mà má tôi kêu về bất tử vậy anh Hai? Anh Hai Thơm lắc đầu không nói. Cơm trưa xong tôi thu xếp và lên đường cùng với anh Hai Thơm về nhà. Buổi tối má tôi nằm trên võng, tôi ngồi dưới sàn ván kế bên. Má tôi hỏi chuyện bâng quơ một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề. Dòng họ nhà mình có dượng tám khôi, đi nhà trường Latin, thông minh đến nỗi ai cũng khen ngợi và kính nể. Nhưng rồi tự nhiên bỏ ra, không tu nữa, ai cũng tiếc. Sau đó nghe lời rủ ren, bỏ vợ con lên Miên, qua Xiêm rồi qua Lèo. Học bùa học ngải đến gần 10 năm. Khi về nước đã trở thành một thầy bùa rất mạnh, rất quyền phép, nổi tiếng khắp vùng này. Các thầy bùa khác nghe tên ổng ai cũng khiếp sợ. Chúa thương linh hồn ổng, khiến ổng cuối đời lâm trọng bệnh, hối cải ăn năn, rồi từ bỏ tất cả để trở lại cùng Chúa. Nhưng dù chết đã lâu mà cả gánh con cháu của ổng cho đến tận bây giờ vẫn còn chịu sự tác hại, quấy nhiễu của âm binh ma quỷ không biết làm sao hay nhờ ai mà giải gỡ. Bài học đó trong dòng họ mình ai cũng ghi nhớ. Tôi tò mò và ngây thơ hỏi tới. Má tôi trả lời qua quýt rồi bất thần hỏi tôi: Ai dạy con bùa lỗ ban? Đến đây tôi mới hiểu mọi lẽ, liền thưa: Không phải bùa má ơi, đó là những bí thuật. Nói đến đây lòng tôi chợt nao núng và lúng túng vì câu trả lời của chính mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng thưa tiếp do một người bạn thân lớn tuổi dạy con. Đâu phải là lỗ ban lỗ biết gì đâu má. Má tôi lắc đầu. Anh Hai Thơm biết rất rõ dượng tám khôi của con, đồng thời đã đi đó đây nhiều. Khi nghe má kể những gì con khoe, anh Hai Thơm của con quả quyết đó là bùa lỗ ban. Tôi ngồi lặng im cố vận dụng mọi lý lẽ, nhưng vẫn không biết phải trả lời với má tôi làm sao. Chợt má tôi hỏi: Con biết và làm được những gì? Kể cho má nghe hết coi. Tôi kể tới đâu má tôi trợn mắt lên tới đó. Vì quả tình tôi học tuy chỉ hơn 10 món, nhưng mỗi món có thể biến hóa ra không biết bao nhiêu phép mà kể. Nghe xong, má tôi ngập ngừng giây lát rồi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: Má cấm con phải bỏ hết, nghe chưa? Tôi dạ nhỏ xíu. Chừng như biết tôi còn tiếc rẻ, má tôi liền nói thêm: Con có thương má không? Chờ cho tôi gật đầu lia lịa như mọi khi, má tôi nói tiếp: Vậy thì phải vâng lời má. Trở về Long Thạnh với bao ngổn ngang suy đi tính lại, bùa hay không bùa, bỏ hay không bỏ. Dù chưa dứt khoát điều gì, nhưng tôi tạm không đến nhà Tư Cô như thường lệ.
Một hôm Tư Cô đến thăm tôi. Vừa bước vào cửa, anh hỏi ngay: "Sao? Có chuyện gì vậy Liêu?" Tôi giấu kín mọi chuyện trong lòng, chỉ trò chuyện bâng quơ. Một lúc sau anh kêu bận rồi đứng lên ra về. Ra đến cổng, trước khi chia tay, lặng nhìn tôi một vài giây bằng cặp mắt sắc lạnh, Tư Cô nói: "Không chuyện gì có thể qua mắt anh được. Liêu hãy nhớ như vậy." Tôi càng bối rối nhiều hơn nữa. Khoảng 2-3 hôm sau, bỗng có một linh mục cao tuổi ốm và cao đến thăm họ đạo Long Thạnh. Đó là Cố Dư, cách gọi xưa cũ bình dân của giáo dân trong vùng đối với một linh mục lão thành tốt bụng. Tuy đang hưu trí, nhưng Cố Dư vẫn luôn sẵn lòng đến với bất cứ ai cần sự giúp đỡ của ngài. Thấy Cố đến, tôi ngạc nhiên tự hỏi có phải vì lúc này Long Thạnh bớt bị pháo kích nên ngài đến thăm chơi cho khuây khỏa tuổi già. Có thể ngài đi ủy lạo một đại chủng sinh non nớt mà lại phải ở một mình nơi đầu sóng ngọn gió như tôi chăng? Hay là ai đó trong họ đạo cần đến ngài? Mọi thắc mắc trong tôi nhanh chóng biến tan, vì khi vừa gặp tôi, Cố Dư nhìn chân chối, miệng hỏi hai ông Biện và một ông Giáp đi cùng: "Nó đấy hở?" Tôi kính cẩn chào nhưng Cố Dư không thèm đáp lại đến nửa lời. Cố cứ phớt lờ đi xăm xăm vào hết phòng tiếp khách, sang phòng ngủ, xuống gian bếp, vô thẳng nhà tắm. Bước ra nhìn quanh quất khắp nơi rồi ngửa lên trần, cúi xuống nền gạch xem xét xét. Sau đó quầy quả bước sang nhà thờ, không bao lâu lại ra sân chưa kịp quan sát gì đã quẹo ngay vô nhà thờ tiếp. Vừa đi miệng Cố vừa nói: "Không được ở chung với quỷ một ngày nào sốt, không được ở chung với quỷ một ngày nào sốt, nghèo, nghèo, chật chật, chật." Các ông Biện, ông Giáp đi theo dạ dân sau mỗi câu nói của Cố. Đi khắp nơi đã đời xong, Cố Dư quay về lại phòng tiếp khách. Lúc tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thình lình các ông Biện, ông Giáp nhào tới túm lấy tôi, vật tôi ngã ịch xuống đất, dù tôi không làm gì để chống cự. Rồi một ông ngồi đè trên người tôi để tôi đừng sổng mất. Một ông khóa hai tay tôi quặc ngược ra sau lưng đau điếng. Một ông gài chặt hai chân tôi vào hai chân ông ấy. Tất cả đều dùng hết sức lực có được một cách không cần thiết. Khi đã đè tôi xuống nền nhà xong thì Cố Dư rút dây bảy mối, ba, ra đập lên đầu tôi lia lịa. Đập xong thì chồng luôn sợi dây vào cổ tôi. Hay thiệt, ai đã sắp sẵn một bình nước thánh đặt ở đâu đó tự hồi nào mà từ sáng tới giờ tôi không để ý. Cố Dư không rảy nước thánh bình thường mà là chụp lấy nguyên bình nước thánh úp hết cả lên đầu tôi với một động tác nhanh gọn và khẩn trương. Cố lanh lẹ lùi ra xa rồi luyến quýnh mở sách kinh ra đọc bằng tiếng Latin. Đọc tới đâu Cố ban phép lành tới đó. Ban nhiều phép lành như thế thấy vẫn chưa đủ, Cố xếp sách kinh lại vói tay đập lên đầu tôi liên hồi kỳ trận, vừa đập miệng Cố vừa quát: "Hỡi Satan, hãy ra khỏi người này. Hỡi Lucifer, hãy cút xéo." Khi mọi việc đã xong, các ông Biện lơi tay dần để xem tôi có động tĩnh gì không. Khi thấy tôi vẫn nằm im, các ông ấy buông tôi ra dần rồi thả tôi ra, đỡ tôi dậy. Giáo dân kéo đến coi đông nghịt. Đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng từ lâu tôi bị mọi người coi là bị quỷ ám, và hôm nay thì mời Cố Dư về để trừ quỷ cho tôi. Lúc mọi chuyện trở lại bình thường, các ông Biện, ông Giáp nói lời xin lỗi tôi với lý do vì đức vâng lời, vì lợi ích giáo hội. Còn Cố Dư thì nở một nụ cười mãn nguyện cho rằng hôm nay đã trục được con quỷ cả xuất khỏi tôi. Cố tỏ vẻ ân cần hỏi tôi: "Sao? Con thấy trong người như thế nào rồi?" Tôi vừa lau mặt mày cho khô nước thánh, vừa ngây thơ trả lời: "Thưa, bình thường như mọi khi." Mặt Cố Dư lập tức sưng đỏ lên. Cố phản đối ầm lên: "Ơ, bình thường như mọi khi là thế nào?" Cố nhại lời tôi nhưng kéo dài ra và gằn giọng từng chữ cách nóng giận: "Bình, thường, như, mọi, khi, vô lý, trước khác, giờ khác. Làm sao mày biết được mày? Bình, thường, như, mọi, khi, rào, chập chập, chập." Cố Dư còn ở nán lại chơi vài hôm mới về. Ban đầu tôi chưa thấy gì, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tức đến khóc được. Khi tôi còn chưa nguôi ngoai tổn thương trong tâm hồn vì chuyện Cố Dư đè tôi ra trừ quỷ, tổn thương nặng hơn khi bị các ông Biện và ông Giáp đối xử thô bạo với tôi. Nhưng tổn thương thâm sâu hơn hết khi giáo dân họ đạo nghi ngờ tôi bị quỷ ám thì bỗng dưng cha sở Luca từ An Biên đến. Tôi mừng rỡ vô cùng vì ngài là một điểm tựa lớn cho tôi. Cũng vẫn với phong cách khoan thai điềm đạm, nhã nhặn và ân cần, ngài an ủi và nâng đỡ tôi. Cha ruột tôi khuất bóng từ lâu, nhớ lại ngày xưa mỗi buổi sáng cha ngồi uống trà, tôi ngồi bên cạnh líu lo đủ điều khiến cha vui mà tôi cũng cảm thấy thích. Nay tôi xem cha sở Luca như người cha ruột ấy vậy, lòng tôi vừa kính phục vừa cứ muốn giải bày.
Tôi ấm ức kể hết mọi chuyện cho cha Luca nghe. An ủi xong, cha nhận xét: cha đến đây và thấy con vẫn còn xưng tội với cha, còn rước lễ, thì cha biết chắc con vẫn bình an vô sự. Người bị quỷ ám có hai dấu hiệu dễ nhận biết, đó là mất thăng bằng trong sinh hoạt của một con người bình thường và thần thái xanh xao vàng vọt lạ thường. Cha Luca không bao giờ nói dối hay giấu giếm tôi điều gì, cho nên cha nói tiếp: lần này cha lên thăm con cũng vì việc đó. Không đợi tôi hỏi, cha Luca cho biết giáo dân đến gặp cha kể rõ sự tình, vì thương mến tôi mà họ luôn bảo vệ tôi. Chính điều đó làm họ biết hết mọi việc tôi làm. Họ không thống nhất được với nhau về cách giải quyết nên có một số người nhờ đến cố dư và đã vô tình gây tổn thương cho tôi năm. Gần suốt một đêm nói chuyện với cha Luca, tôi không giấu giếm cha một điều gì. Còn cha cũng phân định cho tôi trắng đen mọi việc. Khi tôi kể lại rằng má tôi cấm không cho tiếp tục theo đuổi những bí thuật mà tôi say mê học hỏi, cha Luca cũng đồng tình và khuyên tôi nên bỏ hẳn. Cha nói: sức người có hạn, vậy điều gì vượt ra ngoài giới hạn ấy đều không bình thường con ạ. Tôi hỏi cha: thưa cha, những bí thuật con học có phải là bùa ngải không? Hay đó là những phép thuật của ma quỷ? Cha Luca lặng im suy nghĩ một lúc rồi trả lời: mỗi khi bỗng nhiên ông lực lượng mất tăm mất dạng, không lui tới xưng tội, là cha biết ông ấy sắp làm một việc gì đó. Rồi cha vừa cười mỉm vừa lắc đầu. Cha không sao nghĩ ra được ông ấy làm chuyện gì. Cho đến khi các ông biện đến kể chuyện về con, cha giật thót người và đi ngay đến với con ấy. Suy nghĩ một lúc lâu, cha Luca đưa tay vuốt tóc tôi vừa ngập ngừng hỏi: con có định vâng lời má con mà bỏ hết những tà thuật đã học đi không? Tôi quỳ sụp xuống trước mặt cha: thưa cha, con vâng lời má con và vâng lời cha nữa, con bỏ. Bỗng dưng tôi không cầm được nước mắt, khóc òa lên trước mặt cha. Khi tôi cầm được nước mắt, cha Luca nói: lúc nào con cũng chân thành, lúc nào con cũng chân thành. Cha lại nói tiếp: sự chân thành đã luôn cứu con, sẽ còn cứu con nữa. Con người mà còn yêu thích sự chân thành thì Chúa sẽ yêu thích đến đâu. Chưa đêm nào tôi ngủ ngon và bình an như đêm đó, dù chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ trước khi trời sáng. Lễ sáng và điểm tâm xong, cha Luca bảo tôi dắt cha đến thăm nhà tư cô. Khi đến nơi, bỗng dưng tôi tìm hoài không ra nhà tư cô. Tôi vô cùng bối rối và tự hỏi: làm sao có thể như thế được, vì nhà tư cô luôn được tôi đánh dấu trong đầu bằng những hàng cổ thụ cao ngất và những lùm cây bụi cỏ xanh ngát cạnh lối vào. Tất cả vẫn còn đây, nhưng sao tôi lại không tìm ra nhà tư cô? Làm sao tôi lầm được khi nhà tư cô ở chỗ vừa qua khỏi khúc cua quẹo khá gắt, đã vậy gần khúc cua ấy là mặt đường bị hư hỏng nặng, nước đọng triền miên. Và tất cả vẫn còn đây. Thử hỏi lầm sao được khi gần nhà tư cô nhất, có một ngôi nhà lá lụp sụp của hàng xóm, thì ngôi nhà ấy vẫn đang lù lù kia. Không thể nào lầm cho được khi tôi đến nhà tư cô gần như mỗi ngày. Mỗi lần đến như vậy, vì thuộc nhão đường đi lối đến, tôi cứ đi băng băng dẫu cho có phải nhắm mắt. Không tin vào mắt mình nữa, tôi bèn tìm một dấu vết khác, dấu vết mà tôi nhớ nhất. Đây rồi, bụi chuối gần 10 cây ở bên kia đường nhìn qua con đường nhỏ trải đá dẫn vào nhà tư cô. Tuy nhiên, lạ lùng không thể tả. Khi tôi đến đứng ở bụi chuối nhìn qua bên đường thì không còn thấy có con đường nhỏ trải đá nào dẫn vào khu vực thanh cảnh với ngôi nhà cổ sang trọng, uy nghi và bề thế như trước nữa. Tất cả chỉ còn là một khu đất hoang vu, cây dại chen nhau mọc bừa bãi, rải rác là những nấm mộ đắp đất. Cảnh vật thật vắng lạnh và buồn thảm. Thấy tôi đi tới đi lui, ngẩn ngơ, lúng túng và ráo rác tìm kiếm nhà tư cô, cha Luca giúp ý kiến: có con đường nào khác chăng? Thưa không, chỉ có một con đường duy nhất ở vùng này thôi ạ. Con đã đến đây nhiều lần chưa? Thưa rất nhiều lần. Tôi đi ngược trở lại nhắm phía ngôi nhà hàng xóm gần nhất, cách đó chừng 100 mét. Cha Luca cũng đi theo. Đến trước cửa nhà, tôi lớn tiếng kêu người hàng xóm: bác chủ nhà ơi, bác chủ nhà ơi, bác chủ nhà, cho xin hỏi thăm. Còn đang ơi ới thì một người đàn bà nghèo đầu tóc rối tung từ trong bước ra. Tôi hỏi: dì ơi, dì có biết nhà anh tư cô ở gần đây không? Tư cô nào? Ở đây có tư cô nào đâu. Tôi chợt rùng mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi khẩn khoản mời người đàn bà bước ra khỏi nhà, đồng thời tay tôi chỉ về hướng nhà tư cô. Người đàn bà trố mắt nhìn tôi rồi trả lời với giọng hơi sẵng: chỗ đó là bãi tha ma chôn những người bị lính ông Dẻo xử bắn, làm gì có nhà ai. Tôi lạnh cả sống lưng. Người đàn bà nói như để phân bua: kìa,
chỗ có tán cây gừa lùm xùm, là bãi bắn. Lính ông dẻo bắn đó rồi chôn đó, làm gì có nhà ai ở trỏng. Chợt người đàn bà nghèo nhìn tôi chân chân một vài giây, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi nói, chú này tới lui đây thường xuyên sao còn giả ngộ, bốn. Có vẻ như không muốn nói những chuyện tào lao, người đàn bà quầy quả bước vô nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, quay lại nhìn cha sở Luca, người đàn bà dịu giọng. Chỉ vì tôi nghèo không có đất, mới liều ở đây. Chớ ai dám tới chỗ cô hồn các đẳng này mà ở, đêm nào mà chẳng nghe họ chu chéo. Nói xong người đàn bà chui vào trong nhà, tuy vậy vẫn còn lấp ló ở phên cửa nhìn ra. Cha sở Luca lặng im nhìn tôi. Tôi nhìn cha Luca chân chối. Có lẽ do thấy tôi hoảng sợ nên cha Luca nắm lấy vai tôi truyền sự bình tĩnh. Rõ rồi. Thôi ta về đi con. Cha Luca nắm tay dìu tôi đi. Tôi muốn khuỵu xuống. Hai đầu gối run bần bật, tôi bước đi một cách khó nhọc. Về đến nhà, cha Luca dắt tôi đi ngay vào cung thánh. Quỳ xuống, cha dâng lời tạ ơn Chúa, tôi thì thầm nói theo. Tôi không thể nuốt cơm nổi suốt 3-4 ngày liền sau đó vì thất đảm kinh hoàng. Càng kinh hãi hơn khi, với sự chứng kiến của cha Luca, các ông biện, ông giáp và những người giáo dân đạo đức thi nhau kể lại rằng họ từng đi theo tôi đến tận nơi ấy. Thậm chí nhiều lần thấy tôi băng. Băng đi vào bãi Tha Ma, họ cũng bấm bụng đi theo. Nhưng quái lạ thay, tôi luôn mất hút nhanh như cát trong đám mồ mả lạnh ngắt ấy khiến họ không bao giờ bắt kịp. Rất may có cha Luca đã kịp thời cứu tôi và ở bên cạnh tôi ngay lúc này. Cứ thỉnh thoảng cha sở Luca lại nhắc, đại ý. Họ muốn dắt con vào con đường của họ bằng lối đi hấp dẫn. Họ điểm trúng huyệt tò mò của tuổi trẻ nơi con. Nói chung, họ rất khôn ngoan và sành tâm lý. Cha sở Luca ra về. Tôi sợ đến độ không còn dám động đến bất kỳ một bí thuật nào. Mãi cho đến vài năm sau, những lúc nguôi sợ, tôi lén thử một vài món, nhưng chẳng món nào còn tác dụng. Giờ đây đã vài chục năm trôi qua, kể lại thôi mà tôi vẫn còn sởn gai ốc. Biến cố kinh hoàng nhất trong đời tôi vừa kết thúc, cũng vừa đúng kỳ hạn Đức Giám Mục Giáo Phận ấn định, tôi giã từ Long Thạnh. Về nhà tôi nhớ họ đạo như người bị bệnh tương tư khiến má tôi rất xót xa. Nhờ đó tôi biết được các linh mục, nhất là các linh mục chánh xứ, khi bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ đã từng ở lâu năm, cũng tương tư một thời gian. Dù biết rằng giáo dân linh đình đưa tiễn, nước mắt lênh láng thế mấy chẳng qua cũng chỉ là trò hồn nhiên, vì tất cả đều chóng phai như sương mai gặp nắng sớm. Trở lại đại chủng viện, tôi bắt đầu học năm thứ 1 trong số 4 năm thần học. Như trước đây tôi đã thưa, có người tuy sống 1 năm mà bằng người khác sống 5, 7 năm. Nghĩa là cuộc đời nhiều nỗi thăng trầm khiến họ có nhiều trải nghiệm, rất nhạy cảm trong cảm xúc và tình cảm. Ngược lại, những người có cuộc đời may mắn, thảnh thơi và bình ổn sẽ không thể nào có được diễm phúc ấy. Chỉ riêng vấn đề này thôi, người ta có thể chiêm nghiệm được nhiều điều hay ho bổ ích. Chính vì vậy tuy ngồi cùng lớp, nhưng tôi khác với các bạn đồng môn trong nhận định và suy nghĩ, thậm chí nhiều khi có những quan điểm trái ngược nhau. Có những việc các bạn xem thường thì tôi lại thấy quan trọng. Nêu lên như thế để tôi nhập đề những chuyện sắp kể tương đối dài và tương đối đau lòng. Ai cảm thấy mình yếu đức tin, xin đừng đọc tiếp, vì biết đâu đức tin bị lung lay. Bởi nếu coi những chuyện kể trong 39 kỳ vừa qua là chuyện ma, thì những kỳ sắp tới là chuyện quỷ. Nếu trước là những chuyện đọc để vui cười, giờ là những chuyện đọc để gẫm suy và thấm thía. Đọc lời Chúa câu, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi. Trích sách Matthew do Đức Giêsu Kitô phán với môn đệ Phêrô, nếu ai xem đó là lời cảnh báo thì sẽ thấy rõ ràng quyền lực ấy phải có tấn công giáo hội Đức Giêsu Kitô mới đề cập chuyện thắng, thua. Vậy chuyện giáo hội bị quyền lực của tử thần, ma quỷ, tấn công là chuyện hiển nhiên. Tuy vậy, đa số người công giáo chỉ quan tâm đến những đòn tấn công bên ngoài, ít chịu nghĩ còn có rất nhiều đòn tấn công bên trong, sâu ẩn và tinh vi khéo léo mà vô cùng sâu độc. Đằng khác, lại còn quan niệm giáo hội và các vị lãnh đạo luôn thánh thiện, luôn miễn nhiễm đến vô trùng là một quan niệm sai. Nói rõ hơn, phần đông người công giáo nghĩ ma quỷ chỉ cám dỗ chúng ta vi phạm 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn hội thánh hay sa vào 7 mối tội đầu. Quên rằng họ còn có vô số kế hoạch, mánh khóe, mưu trước, thông minh, ngọt ngào và hiệu quả. Đọc những trang tiếp theo, xin đừng ngạc nhiên khi phát hiện cái xấu thâm nhập vào tận bên trong giáo hội. Hơn nữa ngay từ trong trứng nước của những cơ sở đào tạo giáo sĩ, tu sĩ. Đúng là như vậy. Nếu loài người trí thấp mưu non mà còn nghĩ ra được, nào tam thập lục kế, 36 kế sách dùng trong chính trị, quân sự. Nào sách dạy những thủ đoạn chính trị tàn độc,
sách gối đầu giường của chính trị gia, một, nào binh pháp tôn tử, nào những kỹ thuật này nọ để thắng nhau. Hà cớ gì ma quỷ không có những mưu sâu trước độc siêu, kinh dị để đánh đổ chúng ta? Tại sao người công giáo không nghĩ ma quỷ có cả một chiến lược thánh thiện? Đó là một thứ chiến lược đi theo ước mơ thánh thiện của chúng ta để giết chúng ta. Để hiểu thế nào là những chiến lược thánh thiện, xin đọc lại câu chuyện vui giả sử, tuy cũ nhưng còn đúng đô cảnh báo bổ ích. Ngày kia, quỷ vương Sa Tăng hỏi các quỷ nhỏ, làm thế nào để bắt được các linh hồn? Quỷ thứ nhất trả lời, tôi sẽ dỉ bên tai họ câu này, không có Chúa. Không có Chúa? Sa Tăng nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói, mưu kế này không hay, nhìn vũ trụ họ không thể nào chối bỏ Chúa được. Quỷ thứ hai giơ tay phát biểu, tôi sẽ dỉ tai họ, chết là hết, chết là hết. Sa Tăng nhìn ra xa tư lự một lát rồi cũng lắc đầu phủ quyết, mưu kế này cũng không ổn, sự đời đời đã được khắc sâu vào chính giữa trái tim của con người. Sa Tăng và các quỷ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng quỷ thứ ba trông già khú, từ từ đứng dậy thận trọng phát biểu, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho mọi người rằng có Chúa, chết chưa hết đâu, có đời đời, có thiên đàng, có hỏa ngục, hãy ăn năn trở về cùng Chúa. Nhưng tôi sẽ dỉ tay họ, vội gì, cứ từ từ, còn nhiều thời gian, để tính sau, cứ từ từ, cứ từ từ. Vừa nghe xong, quỷ vương Sa Tăng đứng bật dậy, vừa đập bàn vừa cười rú lên, tuyệt, tuyệt, cứ theo kế hoạch này mà làm, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Người dệt ra câu chuyện vui giả sử này muốn gửi đến chúng ta một thông điệp, ma quỷ mượn chính đức tin, tin vào Chúa là ân sủng, là sự công chính, là điều thánh thiện để đập phá chúng ta. Đây mới chỉ là một ví dụ nhỏ của chiến lược thánh thiện. Lớp thần học năm thứ 1 của tôi có khoảng 40 thầy thuộc nhiều sắc tộc, tức đa số là người của 4 giáo phận khác nhau gửi tới. Một số ít là người của 5 dòng tu gửi tới, 2 thầy Hoa tức từ tiểu chủng viện người Hoa sang, 3 thầy Việt Kiều Campuchia về. Vì đa sắc tộc, cho nên khởi đầu cảm thấy xa lạ với nhau, nhưng tuổi trẻ dễ gần, chỉ sau chừng nửa tháng tất cả đều trở thành anh em một nhà. Nói là nói theo bên ngoài vậy, sâu kín bên trong còn bao nhiêu nỗi. Dễ hiểu thôi, sự khác nhau về nền giáo dục, nếp nghĩ, chi phán đoán, tập quán, văn hóa, phong tục cho đến ý hướng tu trì, quan niệm tu đức. Tất cả còn lâu mới xếp lại cho đồng đều được. Tôi xin phép kể lại một câu chuyện nhỏ vào năm đầu tiên mới bước vào đại chủng viện học lớp triết y, qua đó mọi người sẽ biết thêm về những khác biệt giữa các đại chủng sinh trong một đại chủng viện. Ban đêm tiểu chủng viện tỉnh lẻ nơi tôi tu học từ nhỏ, khoảng 11 đến 12 tuổi, cho đến lớn, 18 đến 19 tuổi, cho phép tiểu chủng sinh mặc quần đùi. Áo thun có tay ngắn, không được phép mặc áo thun ba lỗ, tức áo thun khoét nách, để ngủ. Còn tiểu chủng viện ở thủ đô thì lại buộc tiểu chủng sinh của họ phải mặc tuy cùng loại áo thun như trên, nhưng với quần dài, may bằng vải thô màu đen gọi là quần bà ba, vì lưng quần luồn dây thun khi lên giường, chỉ là sự khác biệt chút ít, thế. Nhưng đối với một thiểu số, vài ba thầy có cái nhìn khắt khe câu nệ, có óc kỳ thị bẩm sinh vùng miền, chuyện mặc quần đùi đi ngủ như vậy đã trở thành chuyện lớn, gần như vi phạm đến thuần phong mỹ tục. Tệ hơn, các thầy ấy hóa phép thành sự khác biệt văn hóa giữa họ là những người hiện đại với chúng tôi là những người rừng. Sau những màn phê bình, chế giễu, cãi cọ, thậm chí có cả những pha thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, là sự kỳ thị vùng miền kéo dài đến bất tận. Mọi khác biệt làm nên sự kỳ thị hay chính sự kỳ thị làm nên mọi khác biệt? Sự kỳ thị giữa những người có học đã tinh vi thì sự kỳ thị giữa những người vừa có học, học về tư tưởng, học về tu đức, sẽ càng khó giải quyết hơn nữa. Suy cho cùng, nếu không có chuyện nhỏ trên, các đại chủng sinh cũng đã kỳ thị nhau rồi. Vì mọi người đều lẫn lộn giữa loại quần tụ những người cùng có điểm chung để phát triển, với loại quần tụ nhau để chống trả những gì khác biệt với mình. Loại quần tụ trước là lập hội hè, lập đoàn thể, dòng tu. Loại quần tụ sau là lập bè, lập phe, lập phái, lập nhóm, để đánh dấu, phân biệt, kỳ thị rồi loại trừ nhau. Ma quỷ cố gắng làm cho lẫn lộn tất cả để gây hại cho các đại chủng sinh. Thế nên trong đại chủng viện tôi đang theo học lúc này tuy chỉ có khoảng hơn 200 thầy, vừa tự lại không lâu đã tế phân, đã vón cục thành rất nhiều nhóm thuộc đủ mọi màu sắc. Nào là màu sắc tỉnh thành, các thầy phố thị lập thành nhóm phân biệt với các thầy ở tỉnh lẻ. Màu sắc giáo phận, các thầy giáo phận này phân biệt với các thầy giáo phận khác. Màu sắc địa phận gốc Bắc, tức các địa phận trước di cư năm 1954, ví dụ địa phận Hà Nội, Thái Bình, Phát Diệm, Thanh Hóa, Bùi Chu. Các thầy gốc địa phận này phân biệt với các thầy gốc địa phận khác. Màu sắc dòng chiều,
tức các thầy tu dòng phân biệt với các thầy tu triều. Màu sắc vùng miền, Nam, Trung, Bắc, các thầy ở miền này phân biệt với các thầy ở miền khác. Ngoài ra còn nhiều màu sắc khác nữa như màu sắc cha đỡ đầu, màu sắc giàu nghèo, sang hèn. Dù ít ai để ý, nhưng sự kỳ thị cho người ta xa dần đức bác ái. Từ đó người ta chia rẽ, ganh ghét, tiến dần đến thù nghịch, đố kỵ, ích kỷ, kiêu căng, giả dối. Thử hỏi sự kỳ thị làm tiêu tan hy vọng hiệp nhất và chắc chắn bóp nghẹt lòng nhân ái thì còn gì là đức bác ái, trong khi đức bác ái là tất cả của đạo Công giáo. Ban giám đốc và các linh mục giáo sư không hay biết sự phân rã nhiều đến như thế, vì ở đại chủng viện không còn chế độ giám thị như ở tiểu chủng viện. Chúng tôi được giải thích rằng làm như thế để tập chủng sinh trưởng thành. Cho nên các linh mục giáo sư thường đóng cửa ở trong phòng mình sau giờ lên lớp. Nói chung, các thầy tự do độc lập cách thoải mái. Môi trường này rất thuận lợi cho ma quỷ khai thác các loại tính xấu, ở đây đang nói đến tính kỳ thị. Tôi xin kể hai trường hợp tiêu biểu về sự tác hại của óc kỳ thị. Bạn tôi cùng lúc là thành viên của bốn nhóm, nhóm tỉnh lẻ, nhóm giáo phận phát diệm, nhóm người Bắc di cư vào miền Tây năm 1954, nhóm có cha bố là những linh mục thành lập các chiến khu. Dù có bố đỡ đầu oách như thế nhưng vì nhà nghèo, cha mẹ sống bằng nghề nông, tiền bạc hạn chế, không thể sắm xe gắn máy như người ta. Mỗi Chủ nhật và thứ năm đại chủng viện cho các thầy so Tilip ra ngoài tự do, anh mặc áo thụng quốc bộ lọc cọc đi thì chẳng đến đâu, về nhà chẳng làm gì. Thầy Phúc không đành lòng, nhất là khi bị người của nhóm này nhóm khác khinh khi ra mặt và kỳ thị hẳn hỏi. Thầy Phúc nghe ai đó mách nước, đi tìm một bà mẹ nuôi để lợi dụng tiền bạc sắm xe cho bằng chị bằng em. Lúc đầu chỉ có vậy, nhưng càng ngày thầy Phúc càng dồn tim óc vào những chuyện sắm sửa những phương tiện hào nhoáng, không còn chuyên tâm tu học như mọi người. Thầy Quỳnh thì khác, vì mang nặng óc kỳ thị vùng miền nên thầy đâm ghét những người gốc khác với mình. Mở miệng ra là chế giễu, nhại giọng, chu chéo chỉ trích giọng nói, phong hóa, ẩm thực, tập quán của những người miền này miền nọ. Khi tiếp xúc với thầy Quỳnh, người ta thấy một bầu không khí ganh ghét, giận hờn, đố kỵ. Đi đêm có ngày gặp ma, một hôm thầy Thắng. Một đại chủng sinh lớp trên bị thầy Quỳnh nhại giọng ngay sau khi thầy Thắng vừa dứt lời nêu câu hỏi với cha giáo trong lớp thần học luân lý cơ bản. Thầy Thắng tuy lớp trên nhưng xin dự thính. Đợi cha giáo giải thích xong, thầy Thắng lễ phép đứng lên nêu rõ lý do và xin phép cha giáo rồi quay xuống nói với thầy Quỳnh đang ngồi cuối lớp. Thầy Lâm Tấn Quỳnh kính mến. Từ ngày tự trường đến giờ, tôi nhận xét thầy chuyên bôi bác giọng nói và văn hóa của người khác. Thầy cư xử như vậy để làm chi? Thầy khó chịu với giọng nói của miền khác vì họ không nói đúng giọng của thầy, giọng mà thầy tự cho là chuẩn nhất. Vậy xin hỏi thầy, chuẩn ấy lấy đâu ra? Nếu như thế thì chắc thầy phải điên lên vì giọng nói của người nước ngoài mất. Nghe nói vậy, các thầy khác người thì nhao nhao đồng tình, người thì cười pha trò, còn thầy Quỳnh thì im phăng phắt. Thầy Thắng nói tiếp. Ông bà ta thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, để khuyên chúng ta nên kính trọng và bảo vệ bản sắc riêng của nhau. Đó là phẩm hạnh của người khôn ngoan, thông thái và văn minh. Tôi mong thầy sớm trở nên người khôn ngoan, thông thái và văn minh. May sao cha giáo cũng cùng tâm trạng, nên tiếp lời thầy Thắng, ngài cho một bài DITS cua, bài diễn văn, ra trò về vấn đề kỳ thị vùng miền và văn hóa. Đúng như vậy thật, óc kỳ thị là óc bảo thủ cực đoan. Bảo thủ cực đoan là tình trạng bệnh hoạn tâm lý, thiểu năng trí thông minh, thui chột trí phán đoán, chậm phát triển nhân cách. Những điều đó chỉ có nơi những người lòng dạ hẹp hòi, đầu óc u tối, tinh khí ích kỷ và bản chất kiêu căng. Mưu kế của ma quỷ không đánh thẳng vào bác ái, mà dùng kỳ thị để ủ lửa. Giáo hội Việt Nam luôn trong tình trạng ủ lửa bằng óc kỳ thị để rồi hễ có dịp, lửa ấy bùng lên thành những kiểu chống phá, đạp đổ nhau không thương tiếc. Tôi đã nhìn thấy thật rõ điều này và thưa lại với cha Luca qua một lá thư dài. Cha Luca rất đồng ý với nhận định của tôi. Trong một lá thư hồi âm cha khuyên, hễ có dịp thầy nên nói cho nhiều người nhận thức điều đó.